Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Điều tra TV. Thưa quý vị, trong phòng biệt giam, tử tù thường ngủ vào ban ngày và thức vào ban đêm. Bình minh của họ là khi mặt trời lặn xuống. Các cuộc thi hành án tử hình bao giờ cũng bắt đầu vào lúc tờ mờ sáng và kết thúc vào trước lúc mặt trời mọc. Khi trời sáng thấy mình vẫn yên vị trong phòng biệt giam, ấy là lúc tử tù biết rằng mình vẫn còn được sống. Có thể thấy dù ở ngoài xã hội họ là những tên giang hồ cụm cán hay những kẻ sát nhân máu lạnh, gây án không gây tay. Nhưng khi bị kết án tử thì tất cả đều có những diễn biến tâm lý rất khó diễn tả. Để có cái nhìn rõ hơn, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi sau đây. Nụ cười ám ảnh của tên tử tù liên minh tội ác. Có thể nói, vụ án Vũ Xuân Trường là một vụ án lớn nhất về ma túy, gây chấn động dư luận trong thập niên 90 của thế kỷ trước. Vụ án có tới 22 bị cáo với hơn 3.000 bút lục, gần 20 chiếc xe chở phạm nhân và hơn 200 cảnh sát đã được huy động để đảm bảo an ninh cho phiên tòa xét xử trong vụ án này. Kẻ cầm đầu đường dây là Vũ Xuân Trường, nguyên là đại úy cảnh sát thuộc lực lượng cảnh sát đặc nhiệm chống ma túy phòng 5 C14. Những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, trong khi nền kinh tế mở cửa, Trường tỏ ra rất hăng hái trong việc làm kinh tế. Trường bắt đầu bằng việc buôn chuyến các mặt hàng như quần bò, dép tông từ Lào về. Trong những lần buôn chuyến đó, Trường gặp Đào Xuân Xe, một người có thâm niên và nhiều manh lới trong giới buôn bán, đặc biệt là buôn hàng trắng. Vì rất khéo léo trong việc giao tiếp, Xe có quan hệ thân thiết với nhiều người, trong đó có không ít cán bộ ở Lai Châu. Hai con người có máu làm ăn này vừa gặp nhau đã cùng chung chí hướng làm giàu. Sau vài chuyến buôn chung, cả hai đã trở thành cặp đôi hoàn hảo, cùng thiết lập nên một đường dây buôn ma túy khủng. Năm 1991, Xe ở lại Điện Biên gom ma túy, còn Trường về Hà Nội làm nơi nhận và tiêu thụ hàng. Từ đó, một mạng lưới tiêu thụ ma túy rộng khắp đã được thiết lập. Một khối lượng lớn ma túy từ biên giới được tuôn về Hà Nội rồi phân bổ đi các nơi. Ở Hà Nội, Trường bắt tay với Tạ Thị Hiền để phối hợp làm ăn, đồng thời sống như vợ chồng với người này. Kiếm bộn tiền từ ma túy lại hợp nhau trong khoản ăn chơi, Trường và Hiền la vào cờ bạc đỏ đen. Cả hai từng ném vào đề cả tỷ đồng nhưng không thu lại được gì. Đây cũng là lý do khiến Trường và Xe mâu thuẫn với nhau, dẫn đến việc làm ăn bị đổ bể. Khi bị bắt, Trường, Xe cùng đồng bọn luôn tìm cách chối tội, đổ lỗi và mạt sát lẫn nhau không tiếc lời. Theo những thông tin được đăng tải trên báo giới, trong thời gian bị biệt giam, Vũ Xuân Trường có rất nhiều lúc cảm xúc khác nhau, tâm trạng nắng mưa thất thường. Có lúc Trường tỏ ra vui vẻ vì được xử đúng người đúng tội. Có lúc Trường lại chán nản, bỏ ăn, tìm cách tự sát hoặc gào thét chửi bới như một kẻ điên. Trước ngày thi hành án, Trường từng rút dây gai ở chiếu xe lại để chờ cơ hội thắt cổ nhưng bị phát hiện. Đôi lúc Trường hát nghêu ngao nhưng giọng Trường hát rất hay. Tuy nhiên, trước giờ ra pháp trường, ông chủ ma túy, tội phạm nguy hiểm một thời tỏ ra khá bình thản. Rạng sáng ngày 3 tháng 3 năm 1998, tại trường bắn cầu Ngà, Từ Liêm, Hà Nội, tử tù Vũ Xuân Trường cùng 6 tử tù khác phải thi hành án. Mỗi người đều được mang đến một bữa cơm ân huệ cuối cùng, gồm một bát phở, một cốc nước, một điếu thuốc, nhưng hầu như không ai đụng đũa, chỉ có Xe hút một chút nước rồi thôi. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, khi các tử tù trước giờ thi hành án đều tỏ ra lo lắng và sợ hãi, thì Vũ Xuân Trường vẫn giữ được sự bình tĩnh. Khi một trong 6 tử tù còn lại là Lại Thị Ngấn, sợ đến ngất xỉu, Trường cười khẩy, thế là thêm một con ca ve xuống đấy đủ mâm 7 người. Nụ cười ớn lạnh của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa. Chiều 22 tháng 7 năm 2014, sau 4 năm gây ra tội ác man dợ với người yêu cũ, Nguyễn Đức Nghĩa đã bị thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc tại trại giam số 1 Công an Hà Nội. Giống với Vũ Xuân Trường, trong phòng biệt giam, Nguyễn Đức Nghĩa có những tâm trạng thất thường và từng tự tìm đến cái chết nhưng không thành. Trước giờ thi hành án, như tất cả các tử tù khác, Nghĩa được ăn bữa cơm cuối cùng trong đời là một bát phở gà. Bát phở còn nóng, nhưng Nghĩa chỉ nhấm nháp một chút rồi buông đũa. Trong những giây phút ngắn ngủi trước cái chết, Nghĩa tỏ ra khá bình tĩnh. Tử tù này đã viết những lời cuối cùng gửi tới gia đình như một lời xin lỗi. Mẹ, anh chị và các con thân yêu, vậy là sau hơn 4 năm dài chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày con trở về bên gia đình. Mọi người hãy mừng cho con nhé. Yêu mẹ, anh, các chị và các con vô cùng. Con của mẹ, Nguyễn Đức Nghĩa. Khi làm thủ tục lấy danh chỉ bản, Nghĩa đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, đôi lúc mỉm cười. Đó là nụ cười của một người đã biết ăn năn sám hối
về những tội lỗi mà mình đã gây ra cho người khác. Nụ cười mong được tha thứ, nụ cười của một người đã hiểu ra rằng chỉ có cái chết mới hóa giải được tội ác của bản thân. Nếu có một cuộc đời khác sau khi chết, có lẽ Nghĩa cũng mong rằng nó sẽ không tăm tối như cuộc đời mà Nghĩa đã đi qua. Như nhiều tử tù khác trước khi đi, Nguyễn Đức Nghĩa được viết những lời cuối cùng nhắn gửi tới người thân. Trong 3 tử tù bị thi hành án chiều 22 tháng 7, bức thư của Nghĩa ngắn gọn nhất. Có lẽ anh ta không muốn người thân của mình ở lại phải suy nghĩ về một đứa con bất hiếu. Bức thư được Nghĩa viết và kết thúc ngay trước lúc đi. Mẹ, anh, các chị và các con thân yêu, vậy là sau hơn 4 năm dài chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày con được trở về bên gia đình. Mọi người hãy mừng cho con nhé. Con yêu mẹ, anh, các chị và các con vô cùng. Con của mẹ, Nguyễn Đức Nghĩa. 17 giờ 30 phút ngày 22 tháng 7 năm 2014. Phải chăng sự bình thản lạnh lùng của Nguyễn Đức Nghĩa từ lúc bị bắt cho đến trước khi bị thi hành án do anh ta đã quá ám ảnh và biết rằng sự trả giá bằng mạng sống là điều không tránh khỏi. Cái chết đối với Nghĩa sẽ tốt hơn sự sống trong toàn những ám ảnh nặng nề. Tại phiên tòa sơ thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 14 tháng 7 năm 2010, Nguyễn Đức Nghĩa xin được chịu hình phạt tương xứng tội ác gây ra. Nhưng sau đó, Nghĩa đã kháng cáo bản án tử hình của phiên tòa sơ thẩm. Có lẽ, một trong những nhân tố tác động đến sự thay đổi suy nghĩ của sát thủ là bố của anh ta. Người bố tội nghiệp bất hạnh ấy khi biết tâm lý xin chết của đứa con trai đã viết bức thư gửi Nghĩa như một lời sám hối cho kẻ đã gây ra tội ác khó dung tha. Thư có đoạn, Nghĩa con, nếu cuộc sống của con phải khép lại, thì bố mẹ và người thân sẽ tha thứ cho con, mong con thực sự sám hối. Bố mong con phạm tội đến đâu thì nhận đến đó và nhận đúng theo động cơ và kết quả hành động của mình. Nếu phải chết, cũng phải chết một cách minh bạch. Bố vẫn muốn nhắc lại, mong con thực sự thành tâm sám hối. Quy luật nhân quả, Nguyễn Đức Nghĩa phải gánh chịu. Nhưng xót xa thay, người thân của anh ta dường như cũng bị liên lụy. Bố Nghĩa mất vì tai nạn giao thông gần nửa năm sau ngày đứa con trai gây án. Mẹ Nguyễn Đức Nghĩa rời Hải Phòng đi sống cùng con gái. Một năm vài ba lần về nhà thắp hương tổ tiên và thăm người thân. Ngôi nhà sát thủ từng sống gần như bỏ hoang, lạnh lẽo và im lìm. Nó giống như buổi sáng ngày 23 tháng 7 năm 2014, khi thân nhân Nguyễn Đức Nghĩa đến làm thủ tục nhận xác đứa con trai, hầu như không một tiếng khóc. Đang bị giam giữ tại tỉnh Long An, nơi mà Tám gây ra tội ác hãi hùng, giết người, cướp của, đốt xác phi tang. Rồi chẳng đợi hỏi tới, chị Bộc Bạch chẳng biết hôm ấy có nên đưa con đi cùng để bố con gặp nhau cho vơi đi nỗi nhớ. Con bé năm nay 15 tuổi rồi, từ ngày anh ấy gây án và bị bắt là ngày 9 tháng 4 năm 2012 đến nay, đã hơn 7 tháng mà chưa có lần nào bố con được gặp nhau. Hai lần tòa đưa vụ án ra xét xử, cả hai lần con bé đòi mẹ đưa đi, nhưng mình sợ khi gặp cảnh bố bị cha tay vào còng, bị các chú công an áp giải, con bé sẽ sợ hãi ám ảnh nên không cho cháu đi cùng. Có lẽ lần này thì không giữ cháu được nữa, con bé cứ khóc, việc học sa sút vì nhớ bố. Người chồng người bố mà mẹ con chị hết lòng yêu thương đã gây nên tội ác hãi hùng. Chính thói trăng hoa vô độ của Tám đã đẩy gia đình và những người thân yêu của mình vào cuộc sống địa ngục. Chuyện bắt đầu từ mối quan hệ bất chính kéo dài giữa Tám và nạn nhân Bùi Thị Hoa, 34 tuổi, thường trú tại thôn Đại Đồng, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, là công nhân công ty Bầu Duyên ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 7 năm 2011, qua chương trình phát thanh VOV Giao thông của Đài FM thành phố Hồ Chí Minh, Hoa và Tám chủ động liên lạc, nhắn tin, điện thoại làm quen với nhau. Khi tình cảm đã đượm, Tám nhiều lần rời nhà trọ ở khu phố Ninh Phú, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đến nhà trọ của Hoa ở tỉnh Lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh chở Hoa đi chơi. Những lần đi xa, anh ấy bảo đi công việc nên mình không nghi ngờ gì. Anh sống rất tốt, có trách nhiệm với vợ con nên mình cũng như những người thân trong gia đình chẳng ai nghĩ là anh làm điều gì đó đánh đổi hạnh phúc gia đình, khiến gia đình đổ vỡ. Người vợ có chồng bị tuyên án tử thổ lộ. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An, Trình Văn Tám nhân nhóm giả ý giết người tình từ việc nạn nhân Bùi Thị Hoa ngày càng leo thang về đường tình cảm, thường xuyên nhắn tin yêu cầu Tám phải quan tâm chăm sóc mình nhiều hơn. Để đạt được mong ước bất chính ấy, dù biết Tám đã có vợ, nhưng Hoa vẫn khống chế Tám bằng cách dọa nếu bỏ bê, Hoa sẽ báo cho vợ con Tám biết về mối quan hệ ngoài luồng của ông chồng được tiếng là đạo đức này. Do muốn cắt đứt quan hệ với Hoa nên Tám sắp tâm giết người tình.
Ngày 25 tháng 1 năm 2012, Bùi Thị Hoa nhắn tin kêu 8 là ngày 26 tháng 1, tức là nhằm ngày mùng 4 Tết, chở Hoa xuống nhà bạn của Hoa ở Tiền Giang chơi. 8 đồng ý. Ngày 26 tháng 1, trước khi đến chở Hoa, 8 nảy sinh ý định sẽ đưa Hoa đến khu du lịch sinh thái thuộc xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, Long An để giết Hoa bằng cách đốt xác phi tang. Trích cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Long An vào ngày 13 tháng 6 năm 2012. Sắp tâm thực hiện tội ác, sáng ngày 4 Tết khi rời Bình Dương đến thành phố Hồ Chí Minh gặp Bùi Thị Hoa thì Trình Văn Tám ghé tiệm tạp hóa trên đường tỉnh Lộ 10 ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân mua một can nhựa loại 5 lít giá 12.000 đồng và 4 lít xăng giá 78.000 đồng. Đến 14 giờ cùng ngày, khi chở Hoa đến khu du lịch sinh thái Tân Lập, trong lúc ngồi nói chuyện, Tám bất ngờ bóp cổ Hoa cho đến chết, rồi lột lấy toàn bộ nữ trang gồm một nhẫn vàng, một đôi bông tai, một bộ vòng xi men và lạnh lùng tưới xăng lên người Hoa, đốt cháy để phi tang. Sau phi vụ đẫm máu ấy, Trình Văn Tám gọi điện thoại cho Huỳnh Thị Kim Dung là người tỉnh An Giang, tạm trú tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, là bạn gái của Tám, bảo có việc ghé ở nhờ nhà Dung. Sau đó, Tám bán số vàng chiếm đoạt của người tình bị dã giết hại được hơn 10 triệu đồng và dùng tiền đó để tiêu xài, mua điện thoại và nhẫn vàng. Đến ngày 9 tháng 4, sau quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Long An đã lần ra danh tính kẻ sát nhân và bắt được Trình Văn Tám tại phòng trọ số 15/3, khu phố Bình Phú, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương. Với những bằng chứng rõ ràng, Trình Văn Tám đã cúi đầu thừa nhận hành vi tội ác của mình. Sau hơn 2 tháng tạm giam phục vụ cho quá trình điều tra, ngày 13 tháng 6 năm 2012, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã đưa vụ án Trình Văn Tám giết người ra xét xử. Xác định hành vi man dợ của Tám, động cơ đê hèn giết người mà liền sau đó lại phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi bóc cổ nạn nhân Bùi Thị Hoa, Tám đã lấy tài sản và đốt xác phi tang. Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã tuyên phạt Trình Văn Tám án tử hình. Những người tham dự phiên tòa xét xử hôm ấy kể lại rằng khi nghe tòa tuyên án tử, Trình Văn Tám đổ gục xuống. Mạng người đổi bằng mạng người, suy cho cùng là lẽ hiển nhiên. Vậy nhưng, Tám như bao kẻ sát nhân khác, lúc sắp tâm sát hại người thì chẳng nghĩ suy đến cái thời khắc hành vi tội ác của mình bị bại lộ và phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Đến lúc đền tội thì mới biết sợ. Sau bản án của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An, Trình Văn Tám kháng cáo. Trong đơn, Tám nại lý do lần đầu phạm tội, thành tâm nhận lỗi, nhưng trước tội ác quá dã man được thực hiện bởi một người có tri thức, có hiểu biết, Tám đã học xong lớp 12, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh khi đưa vụ án ra xét xử vào ngày 16 tháng 10 vừa qua đã không chấp nhận những lý do kháng cáo này của Tám. Còn nhớ hôm ấy, trong lúc chờ hội đồng xét xử nghị án, lúc được hỏi thăm, chị, tức là người vợ đáng thương của kẻ giết người, cướp của, đốt xác phi tang, đang pháp phòng, chờ phán quyết của tòa, thổ lộ là chưa từng gặp nạn nhân Bùi Thị Hoa lần nào. Nếu biết được anh Tám và chị ấy gắn kết với nhau như thế, thì hẳn là mình sẽ ghen, sẽ ngăn cản anh ấy. Được như thế, thì đâu có xảy ra bi kịch hôm nay. Người vợ thổn thức, chẳng oán chồng, mà tự trách mình. Cũng tại mình, vì mình quá vô tư, đã đẩy anh ấy đến nông nỗi này. Khi hay tin anh ấy giết người, mình cứ đinh ninh rằng người ta bắt nhầm hay bị đổ oan. Có nằm mơ, mình cũng chẳng thể nào nghĩ anh ấy là kẻ giết người. Vậy mà... Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên bác kháng cáo của Trình Văn Tám, tuyên y án tử hình. Chừng như đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên Tám khá bình tĩnh. Vậy nhưng khi được các chiến sĩ công an giải ra ngoài phòng xử để lên xe đặc chủng về trại giam, lúc bước lên xe, vì quá sợ hãi mà Tám chẳng thể nhấc nổi bước chân để các chiến sĩ làm nhiệm vụ áp giải phải bế lên. Cửa xe đặc trùng khép lại, sau tiếng còi hú, chiếc xe chờ kẻ sát nhân bị tòa hai lần tuyên án tử rời khỏi tòa án, để lại người vợ hiền lành héo hon vì những đêm dài mất ngủ lo âu. Phiên tòa khép lại đã lâu, tòa đã vắng bóng người tham dự và cả những người liên quan đến các vụ xét xử. Nhưng hôm ấy, chừng như nỗi buồn quá lớn nên người vợ của Trình Văn Tám vẫn ngồi thẫn thờ như vẫn không tin chuyện rằng chồng mình là kẻ sát nhân bị tuyên án tử là sự thật. Gần gũi hỏi thăm, chị cho biết mình là Lưu Thị Thu, 35 tuổi. Anh ấy lành tính lắm, yêu thương vợ con lắm. Chị Thu giải bày. Anh ấy có lẽ bị dồn nén vì không giữ được mình nên mới gây án như vậy, chứ anh ấy là con nhà gia giáo có học. 6 anh chị em của anh ấy đều là người có công ăn việc làm đàng hoàng, sinh sống tại Hà Nội. Một số người có vị trí xã hội, có một nền tảng gia đình như thế thì ai lại nghĩ anh ấy phạm tội giết người. Tiếc rằng Trình Văn Tám đã không nghe được những lời tâm sự tự đáy lòng của người vợ hiền. Hà
hẳn là anh ta sẽ ân hận tột độ. Tình yêu đơm hoa kết trái bằng đám cưới hạnh phúc vào năm 1997. Hơn 10 năm trời, cuộc sống kham khổ rồi nợ nần. Năm 2006, Trình Văn Tám xuất khẩu lao động sang Malaysia nhưng chẳng may gặp phải bi cảnh công ty phá sản, không được trả lương và về nước trong cảnh nợ nần chồng chất. Năm 2007, Tám bàn với vợ vào Nam lập nghiệp. Nhờ chịu thương chịu khó, hai vợ chồng đã trả được nợ, tích lũy được một số tiền, chuẩn bị mua nhà thì xảy ra cơ sự do cái tính trăng hoa của Tám. Chồng ngoại tình giết người, tổ ấm gia đình đang chìm trong bi kịch số phận, khiến đứa con khủng hoảng tinh thần. Chị mang tiếng nhơ là vợ của kẻ sát nhân. Nỗi đau do người chồng tội lỗi Trình Văn Tám gây ra quá lớn như vậy, nhưng chị Thu không oán không hận. Mình luôn tin tưởng vào anh ấy, tin rằng anh ấy sẽ không đánh đổi những gì mà hai vợ chồng qua bao gian nan mới tạo dựng được. Ai ngờ. Chị Thu thổ lộ, với gia đình nạn nhân và xã hội, Trình Văn Tám, chồng chị là kẻ sát nhân man dợ, cần phải loại trừ. Nhưng với mẹ con chị, anh vẫn là người chồng, người cha đáng thương. Là vợ, chị chỉ biết yêu thương chồng, lặng lẽ bồi đắp chăm lo. Anh ấy có tội sinh con, chuyện ấy có lẽ đã làm anh ấy buồn. Giờ này chẳng biết trong tù anh có ăn uống ngủ nghỉ được không khi sự sống đang đếm từng ngày. Lại một lần nữa, người vợ đáng thương ấy tự trách mình. Đến trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An vào đầu năm mới, Tết cổ truyền đã ở lại sau lưng, song với mỗi phạm nhân đang bị kết án, giam giữ và cải tạo nơi đây, hiệu ứng của một mùa xuân mà ban giám thị mang đến là rất tích cực. Thiếu tá Nguyễn Công Dung, phó giám thị trại tạm giam cho biết, trong dịp Tết, mặc dù công việc tăng lên gấp bội, song đơn vị vẫn chuẩn bị chu đáo cho phạm nhân đón Tết trong vui tươi lành mạnh với bữa tất niên có chế độ ăn gấp 5 lần ngày thường. Cùng với đó, các hoạt động như thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ như cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, bóng chuyền, hái hoa dân chủ vừa tạo không khí sôi nổi đầu xuân, vừa có tác động rất lớn đến tâm lý, góp phần ổn định tư tưởng cho các phạm nhân, nhất là số đối tượng đang bị kết án tử hình. Trong số những phạm nhân bị kết án tử hình đang giam giữ tại đây, từ tù đã nằm giềng hơn một thập niên là Trần Đình Phi, sinh năm 1976, chú bản Na Tộc, xã Quế Sơn, huyện Quế Phong. Phi là ông trùm cầm đầu đường dây ma túy từ Lào về, 8 lần tổ chức mua bán 59 bánh heroin, bị kết án tử hình từ năm 2006. Đến nay, tử tù này nằm ở chốn biên giam gần 12 năm. Có rất nhiều tử tù, từ ngày bị bắt cho đến nay đã hàng nghìn ngày trôi qua, song không hề nhận được sự quan tâm thăm nuôi hay động viên từ gia đình. Những ngày ít ỏi còn lại trên giường thế, bị gia đình ruồng rẫy cũng là điều đáng thương. Vừa thương cảm cũng là dịp để động viên trấn an tinh thần tư tưởng cho những tử tù này. Những ngày cuối năm vừa qua, dù bận rộn với hàng tá công việc, nhưng trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An vẫn quyết định cử cán bộ về tận địa phương, nơi có thân nhân của những người bị kết án tử hình này đang sinh sống để tìm hiểu từng gia cảnh. Và thật xót xa thay, phần lớn thân nhân của các tử tù đang phải sống một cuộc sống khó khăn vất vả nơi chốn quê nghèo. Có người vợ trẻ không chịu đựng được sự xa lánh của mọi người đã biền biệt bỏ làng đi, để lại sau lũy trẻ làng đứa con thơ khát sữa cho ông bà nội, bà ngoại nuôi dưỡng. Có trường hợp bi đát hơn khi thân nhân không thể chăm sóc, đành phải làm thủ tục gửi đứa trẻ vào làng trẻ em mồ côi. Ám ảnh nhất sau chuyến đi là ánh mắt của những đứa trẻ có bố mẹ mang thân phận tử tù. Có cái gì đó như là cam chịu, nhưng ẩn sau đó là cả nghị lực phi thường để vượt qua nghịch cảnh. Thương cảm các em, cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị đã phát động quyên góp ủng hộ cùng với tấm lòng của một số bị can bị án đang giam giữ tại đây. Những món quà nhỏ đã kịp thời đến với những đứa con của tử tù. Giá trị về vật chất tuy không lớn, nhưng đó là nguồn động viên cho các cháu, cũng là liệu pháp ổn định tư tưởng cho các tử tù trong chốn biệt giam. Đại úy Bùi Đình Thiêm là đội trưởng đội tham mưu tổng hợp trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An cho biết thêm. Nhắc đến những đứa trẻ con tử tù, ám ảnh nhất của người viết bài này có lẽ là thân phận côi cút của cháu Nguyễn Thanh Trúc, sinh năm 2002, là con của tử tù Nguyễn Khắc Long, sinh năm 1975, quê huyện Nam Đàn, Nghệ An. Năm 2000, Long gặp và kết hôn với chị Lê Thị Ngân, chú huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Sau đó cả hai lập nghiệp sinh sống tại xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn và cháu Thanh Trúc là kết quả của cuộc hôn nhân ấy. Sau 6 năm chung sống, tình cảm vợ chồng nhạt phai, chị Ngân kiên quyết ly hôn nên nộp đơn ra tòa án, mặc cho Long ra sức níu kéo. Ngày 5 tháng 8 năm 2010, biết vợ được em trai là Lê Văn Mạnh, sinh năm 1983, trở ra tòa án để làm thủ tục ly dị.
Long thủ sẵn con dao nhọn có khắc chữ hận tình, ngồi chờ bên bến đò Cây Chanh thuộc xã Đình Sơn, huyện Anh Sơn. Và khi đò vừa cập bến, Long lao xuống đâm vợ và em vợ, khiến cả hai tử vong tại chỗ. Với tội ác này, Nguyễn Khắc Long bị kết án tử hình. Cháu Thanh Trúc lúc bấy giờ mới vào lớp 2, bỗng chốc mất cả cha lẫn mẹ. Ông bà nội ngoại cũng không có khả năng nuôi dưỡng, nên cháu Nguyễn Thanh Trúc được làng trẻ em SOS thành phố Vinh làm thủ tục đưa về chăm sóc. 2 năm sau ngày xảy ra thảm án, cháu Trúc đã viết thư cho người cha tử tội của mình, một bức thư. Nội dung có viết: "Lâu nay con nhớ cha rất nhiều, cha có khỏe không và cha sống có tốt không ạ? Con xin lỗi cha, tại vì năm ngoái con không gửi được thư cho cha. Cha đừng giận con nhé. Con không muốn sẽ mất thêm một người thân yêu như cha nữa đâu. Con mong cha sống khỏe, cha không được buồn mà cha phải luôn mỉm cười trong cuộc sống. Năm ngoái, con đã được giấy khen đấy cha, và con xin hứa sẽ luôn cố gắng trong học hành." Từ bức thư này cùng với lá thư xin lỗi Long gửi cho gia đình vợ và con gái, ban giám đốc trại tạm giam đã tổ chức cho hai cha con được gặp nhau sau đó. Ngày Nguyễn Khắc Long bị đưa đi tử hình, Trúc đau đớn không dám nhìn. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh người bố bị công an bịt mắt ngắm bắn là nước mắt cháu không ngừng tuôn rơi. Nỗi đau này không biết bao giờ mới có thể nguôi ngoai được. Một thời gian sau khi Nguyễn Khắc Long đã mồ yên mà đẹp sau khi nhận án tử hình, chia sẻ với chúng tôi từ làng trẻ em SOS, cháu Trúc cho hay cuộc sống của cháu đã cân bằng trở lại dù vẫn còn rất nhiều trông tranh hụt hẫng sau biến cố. Trong trí nhớ của Trúc, cha mình là người rất thương con và yêu vợ. Những ngày vợ bỏ đi, chính Long đã ôm con gái đi khắp Tây Nguyên để tìm kiếm níu kéo, nhưng bất thành. Và có lẽ đó là điều khiến cho Trúc vẫn luôn yêu thương người cha tử tù. Cũng tại huyện Anh Sơn, câu chuyện bi đát của gia đình tử tù Phan Văn Tuấn, sinh năm 1982, trú tại xã Hoa Sơn, cũng khiến không ít người thương cảm. Năm 2008, Tuấn kết hôn với chị Đặng Thị Kiều, có 2 đứa con gái là Phan Thị Trang, 10 tuổi và Phan Thị Phương, 7 tuổi thì phát sinh mâu thuẫn. Chị Kiều bị chồng đánh đập nên bỏ vào Tây Nguyên sinh sống, còn Tuấn cũng sang Lào làm ăn. Đầu tháng 1 năm 2015, Tuấn về nhà bố mẹ vợ hỏi thăm tin tức vợ nhưng bị từ chối cung cấp. Cho rằng gia đình bên vợ bao che, Tuấn nảy sinh tức tối nên về nhà dắt dao quay lại thì gặp chị vợ là Đặng Thị Vân, sinh năm 1981, lúc này đang bồng con nhỏ mới 6 tháng tuổi đứng trước bậu cửa. Tuấn xông vào vung dao khiến chị Vân tử vong trên đường đi cấp cứu. Cháu bé cũng bị thương tích tổn hại 15% sức khỏe. Với hành vi này, Tuấn đã bị tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tuyên án tử hình về tội giết người vào tháng 1 năm 2016. Gần 2 năm vướng vòng lao lý, giống như nhiều tử tù khác, Phan Văn Tuấn không có người thân thăm nuôi. Cán bộ quản giáo đã nhiều lần bắt gặp tử tù này khóc rưng rức trong chốn biệt giam. Hỏi ra mới biết, Tuấn ân hận vì những gì mình đã gây ra và thương 2 đứa con không nơi nương tựa. Sau sự việc xảy ra, 2 cháu Trang và Phương chỉ còn trông cậy vào bà nội. Trước đây khi ông nội còn sống, ba bà cháu còn có chỗ dựa về tinh thần cũng như vật chất. Nhưng sau khi ông mất đi, để lại mình bà tần tảo nuôi 2 đứa trẻ mới lớn, đang tuổi ăn tuổi học, gia cảnh rất khó khăn. Liên hệ với chính quyền địa phương, ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoa Sơn cho biết thêm, cuộc sống của ba bà cháu khá vất vả và khốn khó, đặc biệt là 2 đứa trẻ mang thân phận con của tử tù. Quá trình học tập, giao tiếp xã hội cũng có những mặc cảm nhất định. Chính quyền địa phương đã phối hợp với nhà trường và tổ chức hội thường xuyên quan tâm giúp đỡ các cháu, nhưng cũng có giới hạn nhất định vì kinh phí hạn chế. Được biết, các cháu ngoan ngoãn và học giỏi, biết tự mình vượt qua số phận nghịch cảnh của gia đình. Không giống những con tử tù khác, cháu Vi Văn Mạnh sinh năm 2014 là con của tử tù Vi Văn Hai, kẻ gây ra vụ thảm sát 4 người trong gia đình ở bản Phòng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An vào tháng 7 năm 2015, có lẽ còn quá nhỏ dại để cảm nhận được nỗi đau do tội ác của cha mình gây ra. Người mẹ cũng không chịu đựng nổi cú sốc tâm lý nên đã bỏ bản làng ra đi, để lại cháu Mạnh mới 4 tuổi cho ông bà nội nuôi dưỡng. Ông Vi Văn Bình là bố đẻ của tử tù Vi Văn Hai kể lại, hay là trụ cột trong gia đình. Từ nhỏ đến lớn không được học hành, không hiểu biết pháp luật, lớn lên như cây cỏ trên rừng, chỉ biết quần quật làm việc để nuôi cha mẹ và vợ con. Cho đến ngày gây ra thảm án, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ mà xuống tay tước đoạt tính mạng của 4 con người vô tội. Năm đó, Hai vừa tròn 20 tuổi, tội lỗi đã phải trả giá bằng bản án nghiêm khắc nhất của luật pháp. Nhưng tự sâu thẳm ruột gan của người cha già
vẫn luôn day dứt ân hận vì không dạy bảo được con cái. Gần 3 năm qua, mỗi lần nhìn đứa cháu nội côi cút thui thủi một mình, ông lại nghĩ đến đứa con trai duy nhất đang nằm riêng trốn biệt giam, thương giận lại dâng trào. Trong số các tử tù đang nằm trốn biệt giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, tử tù Nguyễn Hoài Thu là một ngoại lệ đặc biệt. Từ một cô giáo trẻ rời quê hương Hà Tĩnh, lên miền núi Quế Phong, Nghệ An lập nghiệp, dạy toán tại trường trung học cơ sở xã Tiền Phong và lập gia đình tại đây, không giữ được mình trước cám dỗ của đồng tiền bất chính, Thu lao vào đường dây mua bán vận chuyển 225 bánh heroin. Trong đó, Thu giữ vai trò vận chuyển 70 bánh nên bị kết án tử hình vào năm 2013. Lúc bấy giờ, Thu đã ly dị chồng nên đứa con trai mới 10 tuổi phải gửi về cho bà ngoại nuôi nấng. Từ trốn biệt giam, tử tù Nguyễn Hoài Thu đã tiết kiệm dành dụm từ tiền lưu ký của mình để làm việc thiện nguyện. Trong đợt thăm và tặng quà của trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An dịp trước Tết Nguyên đán, cho 7 trường hợp là con tử tù có sự đóng góp của phạm nhân Nguyễn Hoài Thu. Đặc cách mà ban giám thị trại tạm giam dành cho đóng góp của tử tù này là hàng tháng, Thu được phép gọi điện về cho con trai. Việc làm này tưởng chừng như đơn giản, nhưng không phải những đứa trẻ mang thân phận tử tù nào cũng may mắn nhận được. Nguyễn Minh Châu, thủ phạm đã gây ra vụ thảm sát tiệm vàng Kim Sinh ở số 48 Tây Sơn, Hà Nội vào một ngày mùa hè tháng 7 năm 1999, cướp đi sinh mạng 4 con người trong một gia đình, đã phải trả giá bằng bản án tử hình. Vụ án đã khép lại hơn 20 năm nay, nhưng những dư âm kinh hoàng mà vụ án để lại thì cho đến tận bây giờ vẫn còn là một nỗi ám ảnh không dễ nguôi ngoai. Những ngày nằm trong khu biệt giam chờ thi hành án, tên sát nhân máu lạnh đã không thể giấu nổi sự thèm sống, sự ân hận day dứt với người vợ nơi quê nhà. Thế nhưng, tất cả đã quá muộn màng đối với hắn. Theo những gì hắn khai, có thể hình dung được nguyên nhân khiến hắn gây án dã man với gia đình ông chủ tiệm vàng Kim Sinh rất đơn giản. Để có tiền trả nợ, vì đêm ngày 17 tháng 7 năm 1999, hắn thua cháy túi tại một chiếu bạc ở thị trấn Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Rời khỏi sới bạc, đầu óc hắn quay cuồng với suy nghĩ kiếm đâu ra tiền để trả cho chủ sới hơn 20 triệu khi đã chót vay và thua hết. Nằm nghĩ một đêm, trong cái đầu ngu muội của hắn, bỗng nảy sinh một ý nghĩ tàn độc khi nhớ tới vợ chồng ông chủ tiệm vàng Kim Sinh mà ngày xưa hồi còn buôn vàng cốm, hắn thường qua lại để bán vàng cho ông và vẫn hay ngủ lại ở nhà ông bà Sinh. Sáng hôm sau, hắn lẳng lặng dậy sớm, sắp xếp mấy bộ quần áo và chiếc cặp màu đen và nói với vợ là đi Nam Định có việc. Sở dĩ hắn chọn nhà ông Sinh vì hắn biết vợ chồng ông năm nay đã ngoài 70 tuổi, hai con trai ở cùng thì một người là anh Tảo bị tâm thần nặng, còn một người là anh Thức cũng bị tâm thần nhưng ở thể nhẹ hơn. Nhà ông Sinh có một người giúp việc là chị Nghĩa, nhưng chị này chỉ đến làm việc vào ban ngày, còn ban đêm thì không ngủ lại. Tên Châu mang theo 700.000 đồng, đến chiều thì hắn tới bến xe Kim Mã. Việc đầu tiên khi đặt chân tới Hà Nội là hắn thuê xe ôm từ bến xe Kim Mã ra chợ Hôm Đức Viên mua một con dao giấu vào chiếc cặp đen mang theo. Sau đó, Châu thuê xe ôm tới ngã tư Ô Chợ Dừa ăn một bát phở. Ăn xong, Châu tìm một hàng nước chè đối diện với tiệm vàng Kim Sinh ngồi hút thuốc chờ trời tối. Khoảng 20:30, Châu đi bộ vào tiệm vàng Kim Sinh. Vợ chồng ông Phạm Công Sinh, chủ tiệm, vui mừng khi thấy người quen liền hỏi han rất niềm nở. Sau một hồi nói chuyện thì ông Sinh hỏi hắn tối nay ngủ ở đâu và ông mời hắn ngủ lại ở nhà mình. Ông không ngờ đã rước vào nhà một đại họa. Châu vui vẻ nhận lời. Tối đó, hắn ngủ cùng giường với anh Thức. Vài phút sau, cháu nội ông Sinh là anh Phạm Ngọc Toàn đến. Châu mời anh Toàn hút thuốc nhưng anh này từ chối. Sau đó, cả anh Toàn và chị Nghĩa đều về nhà. Ông Sinh khóa cửa tắt điện đi ngủ. Châu nằm trên một chiếc giường cùng phòng với anh Thức. Hắn xem tivi một lúc rồi tắt. Nhưng đôi mắt hắn mở trong trong, hắn vừa nằm vừa đợi đến lúc cả nhà ngủ say. Khoảng 3 giờ sáng, ngày 19 tháng 7 năm 1999, Châu ngồi dậy. Trong đêm tối, đôi mắt ác thú của hắn vắn lên những tia máu. Hắn nhẹ nhàng mở chiếc cặp đen, lôi ra con dao đã mua từ chiều, rồi đến gần anh Thức. Lúc này đang say ngủ, hắn dùng tay trái bịt mồm, chân phải đè lên bụng và dùng dao cứa vào cổ anh Thức. Nghe tiếng động, do anh Thức đập chân xuống giường, ông Sinh tỉnh ngủ và hỏi thì Châu tỉnh bơ nói, nó ngủ mê đấy ông ạ. Ông Sinh nhìn nhưng bên trong tối om không thấy gì, ông lại đi tiếp vào phòng anh Tảo và bật điện. Thấy anh Tảo vẫn đang ngủ, ông lại đi ra. Lúc này vì có ánh điện nên Châu sợ ông Sinh sẽ phát hiện nên hắn chờ ông đi sát giường anh Thức thì dùng dao đâm một nhát vào người nhưng trượt.
ông Sinh giằng co con dao với hắn, nhưng sức vóc của một ông già ngoài 70 tuổi không lại được với con thú đang say máu trong hắn. Hắn đâm và chém liên tiếp vào người ông Sinh đến khi ông gục xuống. Nghe tiếng kêu của chồng, bà Tịch chạy ra cũng bị hắn đâm cho đến chết. Trong lúc giằng co với bà Tịch, tên Châu đã nắm phải lưỡi dao khiến bàn tay trái của hắn bị thương. Anh Tào choang thức dậy, nhưng vốn là người tâm thần nên anh không sao hiểu được bi kịch đang đổ xuống gia đình mình. Tên Châu không giết anh Tào ngay mà hắn tìm chìa khóa cửa và chìa khóa két sắt. Sau đó Châu dùng thìa mở hai két sắt nhưng không được. Hắn tiếp tục dùng chiếc kéo sắt đập vỡ tủ kính, rồi vơ vét tất cả vàng, nhẫn, dây chuyền cho vào cặp. Xong xuôi, hắn phá một chiếc hòm sắt dùng đựng nữ trang của bà Tịch, cướp đi sợi dây chuyền, chiếc lắc đeo tay bằng vàng ta, dây chuyền, hoa tai, nhẫn, đồng hồ, vân vân. Quay lại chỗ anh Tào đang ngồi, bản chất dã thú của hắn lên tới đỉnh điểm khi hắn quyết tâm giết nốt người tâm thần vô hại này. Sau đó, Châu cầm dao vào nhà vệ sinh rửa máu dính ở dao và vứt vào trong chiếc xô nhựa màu đỏ để trong nhà tắm. Hắn còn tắm rửa, giặt chiếc quần đùi đen có dính máu, xong rồi lại mặc tiếp và xách cặp ra cửa mở khóa. Khi ra đến ngoài đường, hắn đi bộ đến cổng bệnh viện Đống Đa, thuê một người xe ôm chở ra bến xe phía Nam để bắt xe khách về nhà bà cô ở Nam Định. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương điều tra và truy tìm hung thủ. Khi đã chắc chắn tên Châu là thủ phạm gây ra vụ án kinh hoàng tại tiệm vàng Kim Sinh và hiện tại hắn đã trốn khỏi nhà bà cô Nguyễn Thị Thuộc ở vụ bán Nam Định, lực lượng công an các tỉnh thành phố gần Hà Nội được lệnh chốt chặn tất cả các tuyến đường có xe khách chạy qua. Thông tin mà người xe ôm tên Hiếu cung cấp cho biết, anh đã chở tên Châu ra đường lớn để hắn bắt xe đi Đồng Văn, Hà Nam. Hàng trăm chiếc xe khách và cả xe con dừng lại để kiểm tra nhằm phát hiện một gã đàn ông băng bó ở tay. Rất nhiều người có đặc điểm tầm vóc giống Châu được đề nghị lật bàn tay trái kiểm tra nhưng không có kết quả. Có một chuyện khiến tổ công tác mũi vây bắt ở Tuyên Quang nhớ mãi, đó là các anh nhận được thông tin từ một người lái xe khách cung cấp vừa có một người khách băng bó ở tay xuống xe cách đây 30 phút. Lập tức, thông tin được xác minh, hóa ra đó là một người bị gãy tay vừa đi bó bột về. Sáng ngày 21 tháng 7 năm 1999, tổ công tác từ Tuyên Quang báo về Châu có một người bạn tên là Nguyễn Sóc Oánh ở Duy Tiên, Hà Nam. Năm 1990, hắn bị công an tỉnh Hà Nam Ninh bắt về tội đánh bạc. Khi đó, hắn bị vồ tại một sới bạc ở Duy Tiên, Hà Nam. Liệu rằng Châu có trốn về nhà người bạn này để trú ngụ hay không? Ngay lập tức, một mũi công tác lại được lệnh về Duy Tiên. Đồng thời, tổ công tác cũng cung cấp thông tin quan trọng về ban chuyên án. Cách đây mấy hôm, Châu đã thua trái túi tại một sới bạc ở Chiêm Hóa. Khi hắn đứng dậy, gã chủ sới thông báo Châu còn nợ 20 triệu đồng. Không có tiền trả nợ, nhưng Châu lại hẹn thứ tư sẽ quay về Na Hàng đánh bạc. Chắc chắn, hắn lên kế hoạch giết người cướp của là để trả nợ và đánh bạc. Ban chuyên án không loại trừ khả năng tên Châu sau khi cướp được vàng sẽ quay về Na Hàng đánh bạc bằng đường thủy, nên lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy của công an các tỉnh thành Hà Nội, Hà Tây, Phú Thọ, Việt Trì, Tuyên Quang nhận lệnh vào cuộc chốt chặn trên tất cả các dòng sông. Còn công an Nam Định và Hà Nam đã lục tung từng khách sạn, nhà nghỉ, quán trọ, thông báo tới tất cả các chủ cơ sở cho khách lưu trú, nâng cao tinh thần cảnh giác, thông báo kịp thời cho công an về những nghi vấn của khách trọ. Đến chiều ngày 22 tháng 7 năm 1999, thì tổ công tác truy lùng ở mũi Duy Tiên, Hà Nam do Đại úy Nguyễn Việt Trước báo về ban chuyên án đã khoanh vùng được nơi ẩn náu của tên Châu, đó chính là nhà gã bạn cờ bạc của hắn, Nguyễn Sóc Oánh. Ngay lập tức, tất cả các tổ công tác được lệnh về Duy Tiên để hỗ trợ anh em mũi này bắt sống tên Châu. Đích thân Trung tá Nguyễn Đức Bình, trưởng phòng hình sự cùng với công an huyện Duy Tiên đi vào nhà Oánh. Lúc đó, Oánh đi vắng, nhưng các anh phát hiện bên trong giường nhà Oánh có chiếc cặp màu đen, rất có thể là của tên Châu. Chập tối ngày 22 tháng 7 năm 1999, Oánh về nhà, thấy công an tới hỏi về Châu. Ngay lập tức, Oánh nhăn nhở dở giọng vòi tiền thì mới chỉ chỗ tên Châu đang ở. Dù cay đến tận mũi, nhưng các anh cảnh sát hình sự buộc phải mềm mỏng với hắn vì hắn là chiếc chìa khóa để mở nhanh nhất việc bắt giữ tên Châu. Trung tá Nguyễn Đức Bình đưa cho hắn 500.000 đồng. Oánh cho biết sau khi ăn cơm tối, Châu đã mò sang nhà một người đàn bà có tên là Nguyễn Thị X làm nghề mại dâm ở gần đó. Và giờ này, chắc chắn là Châu đang mây mưa với Thị X. Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi đến nhà Oánh, Châu chỉ có mỗi hai việc. Ban ngày thì đi đánh bạc với bọn Oánh, ban đêm thì mò sang nhà X để giải quyết nhu cầu. Quả đúng như thế, khi tổ công tác bí mật chốt chặn xung quanh khu vực nhà X thì phát hiện một người đàn ông đang ngồi hút thuốc ở cánh đồng gần nhà X. Một người cầm đèn pin dọi thẳng vào mặt hắn. Châu cuống cuồng định chạy nhưng không kịp trước những cánh tay cứng như thép của các chiến sĩ cảnh sát hình sự.
Hóa ra, hắn đang ngồi chờ đến lượt, vì khi hắn đi vào nhà X thì chợt có hai thằng oắt con đòi vào giải quyết trước, thế là hắn đành phải ra ngoài cánh đồng, ngồi đợi đến lượt. Lúc đó là khoảng 20 giờ 20 phút ngày 22 tháng 7 năm 1999. Khai thác nóng tại chỗ, Nguyễn Minh Châu cho biết, sáng ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi bà Nguyễn Thị Thuộc nhận được điện thoại của vợ hắn thông báo có công an đến nhà hỏi thăm, hắn đang nằm trên giường, đã vùng dậy vì biết bị lộ nên nhanh chóng gọi xe ôm chở ra đường cái, rồi tiếp tục bắt xe ôm đến nhà bạn là Nguyễn Sóc Oánh ở Duy Tiên, Hà Nam. Hắn không đi xe của một người mà được một đoạn hắn lại thuê một người khác chở để tránh bị phát hiện. Đến nhà Oánh, Châu lấy khăn bọc số vàng tê lại rồi ném xuống góc ao, còn số vàng ta thì hắn giấu trong đống rơm. Mặc dù đang phải trốn chạy công an nhưng hắn vẫn giữ thói quen giải trí là đánh bạc ban ngày và chơi gái ban đêm. Những ngày tháng nằm trong buồng biệt giam, hơn lúc nào hết Nguyễn Minh Châu thấm đến tận cùng sự trả giá. Mỗi tháng một lần, Lê Thị Định, vợ hắn, lại khăn gói quả mướp từ Tuyên Quang xuống thăm chồng. Mỗi lần gặp nhau qua vách ngăn cũng chỉ được vài phút, thế nhưng với Châu, đó là những giây phút ý nghĩa nhất trong cuộc đời hắn. Ngày 20 tháng 3 năm 2001, Châu đã bị đưa ra pháp trường xử bắn. Người chết là hết tội, nhưng những người ở lại như vợ con hắn, người thân của hắn, cho đến bây giờ cũng vẫn không sao rửa được vết nhơ mà hắn đã viết lên cuộc đời họ. Nguyễn Minh Châu là con thứ tư trong gia đình có 9 anh chị em. Hắn được tiếng là ưa nhìn nhất nhà và cũng nổi tiếng ăn chơi, nên tuổi 18 đôi mươi đã có khá nhiều các cô gái mải chơi xin chết. Nhưng cũng giống như rất nhiều gã đàn ông hư hỏng khác, hắn lại chỉ thích các cô gái ngoan ngoãn nết na. Trong số những người con gái hắn để mắt tới, có chị Lê Thị Định. Đến năm 21 tuổi thì hắn quyết định lấy Định làm vợ. Một người phụ nữ chăm chỉ, phục tùng hắn vô điều kiện, không bao giờ dám làm gì trái ý chồng. Khi Châu chưa gây án, chị này chỉ có một ước mơ duy nhất là chồng mình bỏ được cờ bạc nghiện hút, nhưng Châu vẫn chứng nào tật nấy, dù đã nhiều đêm chị khóc hết nước mắt khuyên can hắn. Nếu như không cờ bạc, không nghiện hút thì rất có thể Châu đã trở thành một đại gia có máu mặt ở vùng đất Chiêm Hóa, vì hắn làm ăn cũng có lộc, cũng trải qua đủ nghề, từ đào đãi vàng, công nhân rồi buôn vàng cốm, nhưng được đồng nào thì lại ra đồng ấy. Có bao nhiêu tiền, hắn cũng nướng hết vào sấy bạc. Khi từ sới mò về nhà vào mỗi rạng sáng, hắn chỉ còn là thân hình sơ xác, hai mắt đỏ ngầu vì mất ngủ và cái túi rỗng không. Trước khi gây ra vụ thảm án, hắn đã có một tiền án về tội đánh bạc và một tiền sử về tội nghiện hút. Lấy chồng lấy vợ âu cũng là cái duyên, bởi thế chúng tôi rất ngạc nhiên và ngồi nhìn chị Định rất lâu khi tìm đến Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Người phụ nữ ấy hơn chục năm nay vẫn ở một mình, mở một cửa hàng tạp hóa sinh sống, nuôi hai con ăn học. Có với nhau hai người con, năm hắn gây án, cô con gái lớn của vợ chồng Châu học lớp 8, còn cậu em học lớp 6. Nỗi bất hạnh của Định và những đứa con hình như được dịp giải bày. Những giọt nước mắt buồn tủi lăn dài không dứt trên gương mặt cũng khá ưa nhìn nhưng bầm dập nỗi cay đắng của chị. Không biết khi đã lạc vào một thế giới khác, Châu có biết những hệ lụy mà anh ta gây ra cho vợ con, cho người thân, nó kinh khủng tới mức nào hay không, mà chúng tôi đồ rằng nếu không phải là người có bản lĩnh thì có lẽ chị Định đã phải ôm con, bỏ xứ mà đi. Khi mới bị bắt, Nguyễn Minh Châu từng hỏi dồn dập các anh cảnh sát hình sự, bao giờ thì cháu bị bắn, và tỏ ra bình tĩnh khi khai lại quá trình phạm tội của mình, không một chút ăn năn hối hận. Nhưng dường như khi nhắc tới vợ con, Châu như bị chạm vào một góc khuất lương tri còn sót lại trong tâm hồn đen tối của hắn. Hắn không còn tỏ thái độ ngông nghênh bất cần nữa. Trong suốt quá trình bị biệt giam, Châu hoàn toàn chấp hành mọi nội quy của trại một cách có ý thức mà không có ý định quậy phá, bởi hắn hiểu tội ác của hắn đến ông trời vốn rộng lòng cũng không thể dung tha. Hắn cũng không gửi đơn xin chủ tịch nước tha tội chết như hầu hết những kẻ tử tù đều làm để hy vọng vớt vát cuộc sống, dù là niềm hy vọng mong manh. Niềm an ủi duy nhất mà hắn được vợ thông báo trong mỗi lần gặp mặt ngắn ngủi đó là hai đứa con rất ngoan ngoãn học giỏi. Không biết đó có phải là sự bù đắp cho cuộc đời của chị Định hay không. Cô con gái lớn đã tốt nghiệp đại học và đi làm. Có cơ quan ở tỉnh Tuyên Quang đã nhận cô, nhưng có lẽ vì những mặc cảm mình là con của một tử tù nên cô đã tìm một công việc ở xa nơi mình sinh sống. Cậu con trai cũng tốt nghiệp đại học, rất chăm ngoan, không nề hà giúp đỡ mẹ những công việc trong gia đình, từ nấu cơm, rửa bát, quét nhà, v.v. Chúng tôi không biết chị Định đã phải vượt qua những quãng thời gian khủng khiếp sau khi chồng mình bị bắt như thế nào, nhưng cũng hình dung được mẹ con chị đã phải cố gắng vượt lên dư luận khắc nghiệt ở mảnh đất bé nhỏ ấy bằng một nghị lực phi thường. Như lời chị nói là phải có nghị lực gấp đôi người bình thường. Một bước ra đường, chị cũng bị người đời khinh rẻ xăm soi.
dù các con chị rất chăm ngoan học giỏi, nhưng đã có lúc dư luận ác độc khiến hai đứa trẻ chán nản sợ hãi, không muốn đến trường. Và nước mắt có lẽ là thứ sẵn nhất của mẹ con chị thời điểm lúc bấy giờ. Thế mới biết hệ lụy mà những kẻ như Nguyễn Minh Châu gây ra cho người thân của mình là khủng khiếp đến nhường nào. Những ngày cuối cùng trong buồng biệt giam, Châu đã hì hục viết thư cho vợ con bằng tất cả những gì có thể viết được ra chữ. Từ một vỏ bao thuốc lá đến tờ giấy bao đi. Và bức thư cuối cùng hắn đã viết bằng những suy nghĩ ấp ủ trong suốt gần 2 năm trời nằm trong buồng biệt giam. Những ân hận dai dứt đã làm khổ vợ, khổ con, khổ gia đình, khiến hắn được trở về đúng với con người sơ khai của hắn. Những bức thư chồng gửi về, chị Định vẫn giữ gìn cẩn thận. Những nét chữ của Châu vẫn hiện hữu như ngày nào, thỉnh thoảng giờ ra, chị lại ứa nước mắt. Chị sợ thời gian sẽ làm hỏng những bức thư ấy, nên đã cẩn thận chép lại vào cuốn sổ bằng những nét chữ rất đẹp. Tôi cũng thấy ngạc nhiên về Định, một người đàn bà ít tiếp xúc với chữ nghĩa, nhưng lại trân trọng những chữ nghĩa của một người chồng tử tù. Trò chuyện thật lâu với chị, tôi mới hiểu rằng chị trân trọng những gì được coi là kỷ vật của người chồng tội lỗi để lại. Bởi vì chị tin những lời nói, những dặn dò, những trăng trối của Châu là thật, là những gì con người nhất của anh khi tội ác đã xếp sang một bên, khi Châu đã trở về với đúng nghĩa một con người. Và dường như chỉ khi đọc lại những bức thư ấy, chị Định mới cảm nhận được hết tình cảm vợ chồng mà Châu đã dành cho chị. Dù lúc sống anh ta chẳng làm được gì cho vợ con vui lòng, ngoài những giọt nước mắt buồn tủi. Ai đó đã nói, lời trăn trối bao giờ cũng là lời nói chân thật nhất. Chúng tôi cũng tin như thế khi đọc lại bức thư của Nguyễn Minh Châu, tử tù có cái tên rất đẹp, nhưng những gì hắn làm thì lại không đẹp như cái tên của hắn. Hà Nội ngày 21 tháng 3 năm 2000. Em yêu quý, các con thương nhớ. Đêm nay, anh về thăm em cùng các con qua trang giấy nhỏ và cây bút giữa đêm trường, qua nhiều đêm mất ngủ vì nhớ và thương em và các con nhiều. Em thân yêu, giờ này chắc em cũng thao thức không ngủ được, phải không em? Hãy tha lỗi cho anh, em nhé. Anh không biết nói gì nhiều trong lúc đau khổ này. Anh chỉ cầu mong sao cho em và các con luôn mạnh khỏe và làm ăn luôn gặp may mắn trong cuộc sống, là anh vơi đi nỗi buồn mà. Đầu thư, anh chúc em và các con luôn bình an nhé. Qua em cho anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ cùng anh em con cháu trong toàn gia quyến nội ngoại và tất cả anh em bạn bè hàng xóm với nhé. Định ơi, em biết không, trái tim anh hàng ngày như muốn rỉ máu bởi nỗi nhớ em và hai con cùng gia đình. Anh không có thời gian và không có cơ hội để rút kinh nghiệm nữa rồi. Bây giờ, ngày đêm, anh chỉ âm thầm cầu nguyện cho mẹ con em và gia quyến luôn được bình an trong cuộc sống, làm ăn may mắn, các con học tập tiến bộ vươn lên để vượt qua mọi thử thách mà Chúa đặt ra để thử lòng mọi người ở thế gian này. Đừng oán trách anh em nhé, anh đã làm cho mẹ con em phải điêu đứng khổ sở thế này, anh ân hận lắm, nhưng tất cả đều đã quá muộn, bây giờ anh phải chấp nhận định mệnh đau lòng. Tất cả là tại nơi anh tất cả, em không có lỗi gì đâu, em cứ tin là khi ra đi, anh mang theo tất cả những suy nghĩ tốt về em. Cho dù thế nào đi nữa, thì em vẫn là người chịu mọi thua thiệt và đã hy sinh tất cả cho anh mà. Chỉ có anh mới đáng cho em hờn trách thôi. Chúng mình lấy nhau đã 15 năm, nếu tính từ lúc quen và yêu nhau thì đã 20 năm. 20 năm qua, anh được em lúc nào cũng dành cho anh tình cảm và sẵn sàng hy sinh vì anh mà. Em ơi, trước lúc ra đi, anh mong em hiểu rằng suốt thời gian 20 năm qua, mặc dù anh chơi bời trác táng, sa đọa là thế, nhưng tình yêu anh đã dành cho em là trọn vẹn. Anh nói thật lòng đấy, lúc nào anh cũng nghĩ tốt cho em, mong em hiểu cho anh nhiều nhé. Bây giờ với anh, tất cả đã là quá khứ, dĩ vãng, tan vào hư vô. Song điều mong muốn cuối cùng của anh là em và các con luôn mạnh khỏe thông minh để vượt qua mọi thử thách và cám dỗ của ma quỷ. Vì thế gian đầy những sự cám dỗ mà nếu con người ta không có bản lĩnh vượt qua để sa ngã thì tất nhiên phải trả giá. Hãy tránh xa các sự cám dỗ vật chất và tình cảm tầm thường. Em phải xác định được đâu là người và đâu là quỷ. Cũng là một con người, nhưng có thể khi nó muốn cám dỗ mình thì chính là lúc nó mang suy nghĩ của con quỷ. Anh nói vậy, em hiểu không? Mình đánh thức nó để nó sống đúng là con người, chứ nếu mình nghe theo sự cám dỗ của nó, tức là mình đã bị quỷ ám. Và em biết không, hãy cố gắng đứng vững trong quãng đời còn lại. Hãy vì các con, vì tương lai mà vươn lên, bỏ mặc mọi mặc cảm xung quanh mình để chứng minh cho mình. Hãy cố gắng lên, em nhé. Cuối cùng thì Nguyễn Minh Châu bị đưa ra trường bắn trả giá cho tội lỗi tay trời của mình. Giá như Châu không phạm sai lầm thì có lẽ anh đã không phải day dứt
giày vò lương tâm cho đến tận lúc chết như bây giờ. Chiều 14 tháng 2 năm 2008, bà Nguyễn Thị Út đang bán hàn nước và nhang đèn trước khu vực Nghĩa Trang Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương, nhìn thấy chiếc xe tải chạy từ hướng cầu Ông Bố về trước Nghĩa Trang rồi tấp bên lề đường. Ngay sau đó, hai thanh niên khệ nệ khiêng hai thùng xốp đặt cạnh vỉa hè rồi lên xe bỏ đi. Nghĩ là thùng hàng họ đem đến đây giao cho ai đó nên bà Út cũng chẳng bận tâm. Đến khi trời chập choạng chuẩn bị dọn hàng mà vẫn chẳng thấy chủ nhân hai chiếc thùng đến nhận. Tò mò, bà Út liền lại gần quan sát, thấy chúng được cuốn băng keo cẩn thận, liền dùng dao rạch xem. Khi nắp chiếc thùng xốp bật mở, bà Út rụng rời tay chân khi thấy xác một thanh niên chân tay bị trói. Thông tin này được cấp báo lên công an tỉnh Bình Dương. Tại hiện trường, khi thùng xốp thứ hai được mở nắp, mọi người chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp khi bên trong là xác một phụ nữ chết trong tư thế tương tự. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cả hai nạn nhân đều không có vết thương hở, trong khi mặt lại sạm đen. Cảnh sát nhận định có thể họ bị khống chế, trói, bịt miệng, sau đó dùng dây điện chích cho đến chết. Trước vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, công an tỉnh Bình Dương một mặt nhanh chóng làm rõ danh tính nạn nhân, mặt khác khẩn trương thu thập mọi thông tin về chiếc xe tải chở hai thùng xốp. Bà Út kể lại, gần hết cuộc đời tôi mưu sinh ở khu vực này, chứng kiến nhiều cảnh tang tóc, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng hãi hùng như thế. Bữa đó tôi nhớ mãi là chiếc xe tải nhỏ màu trắng. Cùng lúc, anh Phan Thanh Hùng, bảo vệ Nghĩa Trang cho biết, lúc đó tôi đang làm nhiệm vụ thì thấy hai người đàn ông khiêng hai chiếc thùng. Tôi tính lại hỏi thì thấy họ vội vã lên xe bỏ đi, nên loáng thoáng nhớ chiếc xe mang biển số 54LXX. Sáng 15 tháng 2 năm đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận trường hợp anh Phạm Văn Tin, ngụ phường Thảo Điền, quận 2, đến trình báo vợ anh là chị Võ Thị Hoa, 38 tuổi và người em họ tên Trần Quyết Thắng, 35 tuổi. Đi đâu từ sáng hôm trước không trở về nên đã liên hệ với công an tỉnh Bình Dương để anh Tín cùng người thân xuống đón nhận dạng. Tại đây, anh Tín ngã quỵ khi nhận ra đó chính là vợ và em mình. Danh tính nạn nhân đã rõ, nhưng vì sao hung thủ lại ra tay tàn độc và vì động cơ gì là câu hỏi khiến các điều tra viên vô cùng dai dứt. Rà soát tất cả các băng ghi hình ở trạm thu phí cầu Ông Bố, cảnh sát thấy có những chi tiết trùng khớp với những đặc điểm miêu tả của các nhân chứng. Đó chính là chiếc xe tải nhỏ hiệu Asia, biển số 54L680XX. Cảnh sát ra soát, lần tìm về chủ sở hữu của chiếc xe trên thì được anh Nguyễn Văn Lộc và Lâm Quang Thuận, tài xế kể lại. Chúng tôi chuyên đi chở hàng thuê nên khi nhận được lời đề nghị của người đàn ông nhờ mang hai chiếc thùng xốp đến khu vực này thì lập tức đồng ý chứ hoàn toàn không biết bên trong chứa gì. Chỉ biết người thuê chúng tôi chở hàng là gã thanh niên thân hình ốm yếu, kêu đến bốc hàng từ căn hộ trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh. Người nhà nạn nhân cho biết, chị Hoa đảm đang, yêu thương chồng con hết mực và sống chan hòa với lối xóm, trước nay không có mâu thuẫn hay thủ án với ai. Riêng chồng chị Hoa cho hay, trước đây vợ chồng có cho Châu Hùng Sơn vay khoản tiền lớn, nhưng nhiều lần anh ta hứa mà không trả nợ. Ít bữa trước, đột nhiên thấy anh ta điện thoại kêu vợ chồng anh đến nhà lấy tiền, nhưng do bận công việc phải đi làm xa nên họ không đến. Tối 14 tháng 2, tôi đi làm về đợi mãi vẫn chưa thấy vợ về nhà. Hỏi thì các con bảo, trước khi đi mẹ có nói đến nhà chú Sơn thu tiền nợ, rồi tôi tất tả đến gặp Sơn để hỏi rõ ngọn ngành, nhưng anh ta chối phăng bảo không thấy vợ tôi đến đây. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, nên tôi cùng người thân đi tìm kiếm khắp nhà người quen nhưng đều vô vọng, anh chồng kể. Từ thông tin người nhà chị Hoa cung cấp trùng khớp với lời khai của tài xế chiếc xe tải và những chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, các điều tra viên nhận định chính Châu Hùng Sơn là hung thủ gây ra cái chết cho chị Hoa và người em họ. Vụ việc được Công an tỉnh Bình Dương bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý theo thẩm quyền. Hai ngày sau, Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp Châu Hùng Sơn và Nguyễn Xuân Công, ngụ quận 2, Thạch Điền Long, quê Trà Vinh và Đoàn Văn Hai, ngụ quận 2. Tại trụ sở công an, Sơn chối bay chối biến tội lỗi, chỉ đến khi đối chất với hai tài xế xe tải cùng những đồng bọn, hắn mới khai nhận tội. Do mối quan hệ quen biết nên vợ chồng chị Hoa cho Sơn vay 600 triệu đồng. Trước khi vụ án xảy ra ít ngày, vợ chồng chị Hoa đến đòi tiền, nhưng do không có tiền trả nên Sơn khất lần khất lượt. Lâm cảnh đường cùng, Sơn nảy sinh ý định giết chị Hoa để xu nợ. Thực hiện mưu đồ độc ác, Sơn dựng chuyện đang bị con nợ quỵt tiền để thuê nhóm Công Long 2 bắt giữ chị Hoa với giá thỏa thuận là 3 triệu đồng. Sáng ngày 14 tháng 2 năm 2008, Sơn điện thoại kêu chị Hoa đến nhà để trả tiền.
tường thật, chiều cùng ngày, chị Hoa rủ em trai Trần Quyết Thắng cùng đi. Trong khi ngồi nói chuyện, Sơn ra hiệu cho Công kẹp cổ anh Thắng, Long kẹp cổ và bịt miệng chị Hoa. Sơn dùng băng keo dán miệng, mắt, tay, chân của hai nạn nhân. Sau khi nhóm của Công hoàn thành nhiệm vụ, Sơn trả tiền rồi kêu họ ra về để anh ta đem hai người này đến giao nộp công an. Sau khi Công và đồng bọn rời nhà, Sơn lần lượt dí điện cướp mạng sống của chị Hoa và anh Thắng. Gây án xong, Sơn lục lọi người chị Hoa và anh Thắng lấy 400.000 đồng đi mua hai chiếc thùng xốp và thuê xe tải chở đến nghĩa trang lái thiêu. Sơn chạy xe máy đi theo xe tải. Khi đến trước nghĩa trang, hắn kêu xe tải dừng, bỏ hai thùng xốp xuống để chờ người đến nhận. Khi chiếc xe đi khỏi, Sơn cũng chạy xe về nhà. Riêng chiếc xe máy của nạn nhân, Sơn nhờ người chạy đến bệnh viện Nhi Đồng 2 để gửi. Liên quan đến vụ án, ngày 21 tháng 8 năm 2009, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa lưu động tại phường 14, quận Bình Thạnh, xét xử vụ án giết người bỏ trong thùng xốp, vụ án từng gây xôn xao dư luận một thời gian dài. Phiên tòa kéo dài từ buổi sáng đến 13 giờ cùng ngày mới kết thúc. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Châu Hùng Sơn, 49 tuổi, ngụ 124/14 nơi Trang Long, phường 14, quận Bình Thạnh, án tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là án tử hình. Hội đồng xét xử cũng buộc Sơn phải bồi thường cho người đại diện hợp pháp của bị hại Võ Thị Hoa số tiền 102 triệu đồng, bồi thường cho đại diện hợp pháp của bị hại Trần Quyết Thắng, em chồng chị Hoa số tiền 88 triệu đồng. Đồng phạm đã giúp sức cho Châu Hùng Sơn trong việc bắt giữ hai chị em nạn nhân Hoa là Nguyễn Xuân Công 21 tuổi, Thạch Đền Long 22 tuổi và Đoàn Văn Hai 21 tuổi bị truy tố về tội bắt giữ người trái pháp luật. Hội đồng xét xử tuyên phạt Long 4 năm tù, Hai 3 năm tù và Công 2 năm tù. Sáng ngày 27 tháng 5 năm 2010, Hội đồng thi hành án Thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành bản án tử hình đối với Châu Hùng Sơn, 51 tuổi, về tội giết người và cướp tài sản tại trường bắn Bình Long, tỉnh Bình Phước. Trong một vụ án khác, vì mâu thuẫn với chủ nợ, Nguyễn Nam Trượng, sinh năm 1972, trú tại xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, Hải Dương, đã ra tay sát hại hai nạn nhân. Theo cáo trạng, cuối năm 2019, đầu năm 2020, Trượng vay của chị Lê Thị Ngọc Loan, sinh năm 1984, trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, số tiền 1,1 tỷ đồng với lãi suất 2.000 đồng trên 1 triệu đồng một ngày. Trượng đã trả hết tiền gốc và một phần tiền lãi. Đến ngày 11 tháng 12 năm 2020, Trượng viết giấy còn nợ lại chị Loan số tiền 520 triệu đồng. Đây là số tiền lãi, số tiền này sẽ không tính lãi. Khoảng 21 giờ, ngày 21 tháng 1 năm 2023, anh Lê Ngọc Đức, sinh năm 1990, trú tại phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, là chồng chị Loan và anh Phạm Thanh Sơn, sinh năm 1984, cùng trú tại phường Quang Trung, đến nhà Trượng ở thôn Cao Dương, xã Gia Khánh để đòi nợ. Anh Đức yêu cầu Trượng phải trả tiền ngay. Do không có tiền trả, Trượng xin được khất nợ, nhưng anh Đức không đồng ý. Anh Đức gọi điện thoại, mở loa ngoài để chị Loan nói chuyện với Trượng. Sau đó, Trượng dùng điện thoại của mình gọi cho chị Loan, nhưng chị Loan không nghe máy. Lúc này, Trượng nghĩ chị Loan sẽ đến cùng một số người khác và có thể mang theo hung khí để đánh mình, nên y đi ra khu vực sau nhà thờ của gia đình, lấy một con dao bầu đút vào trong áo khoác đang mặc, rồi đi lên tầng 2 nhà mình, cất giấu dưới đầu giường. Đến 23 giờ cùng ngày, chị Loan cùng hai người tên Linh và Tùng đến nhà Trượng. Chị Loan yêu cầu Trượng phải trả nợ, nhưng Trượng nói không có tiền trả và xin được khất nợ để ra riêng sẽ trả. Chị Loan vẫn không đồng ý mà yêu cầu Trượng phải trả tiền trước giao thừa. Trượng bảo chị Loan muốn lấy đồ đạc gì trong nhà thì lấy, nhưng chị Loan vẫn yêu cầu phải trả tiền. Trượng đi lên tầng 2, lấy một khẩu súng, dao bầu rồi đi xuống cầu thang. Thấy Trượng cầm súng đi xuống thì chị Loan, anh Đức, anh Sơn đều đứng dậy. Khi Trượng đi xuống hết bậc cầu thang thì hướng nòng súng về phía chị Loan. Trượng bóp cò nổ súng, đạn đi trúng làm chị Loan bị thương. Thấy chị Loan bị bắn thì anh Đức, anh S lao về phía Trượng nên Trượng vứt súng xuống nền nhà, tại phải cầm dao bầu đâm liên tiếp hai nhát trúng vùng ngực anh Sơn. Anh Sơn bỏ chạy ra ngoài sân rồi gục ngã, chết tại chỗ. Sau đó xảy ra xô xát giữa anh Đức và Trượng. Trượng liền nhặt súng và lấy một viên đạn còn lại từ trong túi quần lắp vào súng, rồi đi đến gần vị trí đối diện chị Loan bao cò. Đạn nổ trúng phần ngực và bụng của chị Loan, làm chị Loan gục xuống. Chị Loan, anh Đức và Trượng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu. Đến khoảng 0 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2023, chị Loan bị chết do mất máu cấp. Anh Đức bị vết thương phần mềm, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 10%. Ngày 22 tháng 1 năm 2023,
Nguyễn Nam Trượng bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Sáng ngày 29 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Nam Trượng về tội giết người. Đây là vụ án được dư luận xã hội rất quan tâm. Thẩm phán Bùi Đăng Huy, chủ tọa phiên tòa nhận định, hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, hung hãn, xâm phạm đến tính mạng của nhiều người khác, gây nên hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho gia đình và người thân của bị hại, làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hội đồng xét xử thấy rằng cần phải loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội mới tương xứng với hành vi phạm tội và có tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Nam Trượng tử hình về tội giết người theo điểm A, N, khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự, bồi thường cho các bị hại tổng số tiền hơn 239 triệu đồng. Phiên tòa xét xử được tổ chức lưu động tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Gia Khánh, ngay quê của bị cáo. Đã có rất đông người thân của bị hại, bị cáo và người dân đến theo dõi phiên tòa. Thông qua quá trình xét hỏi, tranh tụng, tuyên án, hội đồng xét xử đã tuyên truyền pháp luật đến những người dự tòa. Vụ án giết người này cho thấy hậu quả phát sinh do mâu thuẫn trong quan hệ dân sự dẫn đến thiếu kiềm chế, hành xử kiểu côn đồ, để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng, đánh đổi bằng cả tính mạng con người. Kết cục, người chết, kẻ nhận án tử, để lại nhiều hệ lụy cho xã hội. Do đó, khi xảy ra mâu thuẫn, xung đột với nhau, mỗi người cần bình tĩnh giải quyết để không ai bị hậu quả nặng nề và trả giá đắt cho hành vi phạm tội của mình. Kể từ tháng 1 năm 2012, trường bán Xuân Sơn thuộc thôn Quyết Tiến, xã An Thắng, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng cũng như bao trường bán khác trên cả nước được đình chỉ hoạt động bởi những tử tù sẽ không bị xử bắn, thay vào đó sẽ bị tử hình bằng phương pháp tiêm thuốc độc. Nghĩa trang không ai muốn nhớ đến. Đến khu vực trường bán Xuân Sơn vào một chiều thu, mưa lất vất, con đường đến trường bán nhỏ hẹp cô kề, xen lẫn những ổ gà, nơi mà những năm trước là nỗi khiếp sợ tột đỉnh của những tử tù. Anh Vũ Văn Hiền là người dẫn đường, cũng là quản trang nghĩa trang Đồng Phàm, chỉ tay về khu đất trống cỏ mọc ôm tùm, nằm áp vào dãy núi đất và nói: "Tôi gắn bó với khu nghĩa trang này đã 13 năm rồi. Mấy năm trở về trước là khu vực trường bán Xuân Sơn, cách trường bán mấy chục mét là khu nghĩa địa của tử tù. Các anh nhìn xem, trường bán là khoảng đất trống được san phẳng, khoét sâu vào dãy núi đất. Bây giờ, người dân đã không còn thấy hình ảnh những chiếc cột hay tiếng đạn khô khốc nổ vào mỗi buổi sáng cuối năm. Thay vào đó, khu đất được sử dụng làm bãi tập kết hàng hóa của một trang trại nuôi gà. Diện tích đất nghĩa trang tử tù rộng khoảng một sào, nằm cách biệt và được ngăn cách với nhau bằng con đường nhựa trong quần thể nghĩa trang Đồng Phàm. Dưới đàm hoàng ngũ sắc là những cái hố sâu hoắm, nước đen sì, vết tích của việc hài cốt tử tù đã được thân nhân đến cải táng, đưa về quê. Rải rác xung quanh là những ngôi mộ của tử tù mà khi họ còn sống là những tội phạm khét tiếng, gây ra những vụ trọng án kinh hoàng hoặc những kẻ gieo rắc cái chết trắng nổi tiếng đất cảng nay phải trả giá. Có những năm, nghĩa trang tiếp nhận 5 tử tù nhưng trung bình là 2 đến 3 tử tù một năm. Khi trả án xong, tử tù nằm xuống chỉ còn là một nấm đất. Gia đình nào có điều kiện thì thuê thợ xây đắp lại bằng xi măng và gắn tấm bia lên trên mộ. Tuy nhiên, nhiều gia đình tử tù ở xa và nghèo nên không có điều kiện tu bổ, vài năm mới đến thắp hương một lần. Trải qua thời gian, những nấm mộ ở mé đường nghĩa trang bị san bằng nằm lẫn trong những đám hoang ngũ sắc vì không có người thân chăm sóc hương khói. Cụ Vũ Văn Đọc, 84 tuổi, là người bán thẻ hương tiền giấy ở đầu nghĩa trang, trầm ngâm nói: "Theo ông Hiền, nghĩa trang này hình thành được 30 năm, khu vực này trước đây là khu đất trũng. Từ khi trường bán chuyển về địa phương, khu đất này được dành riêng cho tử tù. Thời kỳ cao điểm, nghĩa trang quy tụ khoảng 50 tử tù ở các tỉnh. Đặc biệt, những tử tù này tuổi đời còn rất trẻ, từ 22 tới 27 tuổi. Vài năm trở lại đây, trường bán ngừng hoạt động, người thân của tử tù chuyển hài cốt về quê an táng, đất nghĩa trang cũng vắng người hơn." Nghĩ lại quãng thời gian gắn bó với miền đất nghĩa trang, ông Hiền vẫn còn ám ảnh bởi vụ xử bắn 4 tử tù vì tội buôn bán ma túy. 7 năm trước, vào một buổi chiều cuối năm, ông Hiền và ban quản lý nghĩa trang được Ủy ban Nhân dân xã An Thắng thông báo sáng mai đội thi hành án sẽ tổ chức xử bắn 4 tử tù tại trường bắn Xuân Sơn. Nhận được chỉ thị, ông và mọi người bắt tay vào việc chuẩn bị 4 huyệt mộ. Do khu vực trũng, nhiều bùn nhão, cứ đào lên thì đất lại đổ ập xuống, đánh vật đến lúc nhá nhem tối mới xong. Nửa đêm, trong tiết trời lạnh buốt, mọi người đang chìm vào giấc ngủ, tiếng xe đặc trùng áp giải 4 phạm nhân lao nhanh về phía ánh điện mù mờ hắt ra từ sườn núi đất, nơi lờ mờ những cây cột ẩn hiện trong sương mù, xen lẫn mưa phùn.
tiếng bước chân người gấp gáp, bốn tử tù bịt kín mặt, run lẩy bẩy, được dẫn giải buộc vào chiếc cột. Khi ánh mặt trời nhô lên, một loạt đạn khô khốc vang lên, xóa tan sự tĩnh lặng. Nghe thấy tiếng đạn, người dân hiếu kỳ sống gần đó đến xem rất đông. Khi mọi thủ tục hoàn tất và đội thi hành án rút, ông Hiền đến thắp hương cho từng tử tù rồi thu dọn hiện trường. Những ngôi mộ tử tù nơi đây khi chôn cất, một số mộ được thân nhân xây xi măng xung quanh, có đặt tấm bia ghi rõ tên tuổi, địa chỉ và ngày mất. Nằm ở ngay giữa khu nghĩa trang là phần mộ của tử tù Phạm Văn Hoàn, sinh năm 1974, trú tại phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, được tô đậm ngày sinh cũng như ngày mất là ngày 10 tháng 11 năm 2010. Đây là tử tù xử bắn cuối cùng của trường bắn Xuân Sơn. Hoàn bị Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng xử tử hình vì tội buôn bán 90 bánh heroin. Lúc còn dọc ngang giữa đời, tiền bạc rủng rỉnh có được từ việc buôn bán ma túy, Hoàn có nhiều chiến hữu thân tín, dám xả thân vì Hoàn. Nhưng khi bị bắt giam và thi hành án tử hình, những kẻ từng được coi là vào sinh ra tử cùng Hoàn đã không hề lai vãng hoặc là đến thắp cho Hoàn một nén nhang. Gần mộ của Hoàn là mộ của tử tù Tống Văn Khánh, sinh năm 1980 ở xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên. Hung thủ dùng búa đập chết ông Núi tại xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên để cướp xe và tiền của nạn nhân. Những nét chữ nguệch ngoạc trên tấm bia nằm dưới gốc cây nhãn, cách xa những phần mộ khác. Nhưng chúng tôi vẫn nhận ra đó là phần mộ của tử tù Trần Văn Huy, sinh năm 1982 tại thôn Điền Liên, xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo, là kẻ thù ác đã dùng dao và xăng ra tay cuồng sát, giết chết gia đình anh họ mình. Theo tài liệu điều tra, vào tối ngày 3 tháng 7 năm 2007, do thua cờ bạc nên Huy nảy sinh ý định giết người cướp của. Huy đã đến nhà bà Mũn ở xã Tân Liên là người trong dòng họ, biện lý do xin ngủ nhờ, mai bắt xe sớm đi Quảng Ninh. Nửa đêm, lợi dụng cả nhà ngủ say, Huy đã ra tay sát hại cả nhà bà Mũn, làm hai bố con anh Lương Văn Trọng và cháu Lương Thị Linh tử vong tại chỗ. Bà Mũn và vợ anh Linh bị trọng thương. Sau khi giết người, Huy đã cướp một số tư trang và đồ xăng đốt xác anh Trọng. Cánh cửa pháp trường của trường bắn Xuân Sơn đã khép lại, ông Hiền trầm tư. Chúng tôi vẫn tiếp tục việc chăm sóc những ngôi mộ lâu năm không có thân nhân đến thăm nom cùng với những ngôi mộ tử tù vô danh. Lúc còn sống, họ nhất thời phạm tội và phải chịu sự trừng phạt cao nhất của pháp luật. Khi chết đi, mình còn nén nhang, mong họ kiếp sau đầu thai thành người tốt, không quay về con đường cũ. Với những chiến sĩ cảnh sát được giao nhiệm vụ cầm súng thi hành bản án tử hình ở pháp trường với các tử tội, đó là nhiệm vụ đặc biệt. Họ cũng có nhiều lý do khiến lâu nay báo chí nói về pháp trường thì thường chỉ nhắc đến các tử tội về tâm lý, hành động của bị án trước và trong thời điểm ra pháp trường, chứ không phải nói những người lĩnh thi hành án. Đứng trước một nhiệm vụ đặc trách như vậy là người thừa hành pháp luật, đảm trách thi hành án tử tội, họ cũng có những tâm lý suy nghĩ rất riêng. Bởi thế nhiều lần tìm gặp những chiến sĩ cảnh sát từng cầm súng thi hành án tử hình, câu chuyện của họ chứa đựng rất nhiều diễn biến tâm lý. Gặp Trung tá Nguyễn Doãn Phác khi anh đã có thâm niên trên 10 năm khoác áo lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp với gần chục lần vác súng ra pháp trường thi hành tử tội. Những câu chuyện phía sau tiếng súng ở pháp trường luôn dai dẳng. Mỗi một lần thi hành bản án tử hình là một diễn biến tâm lý khác nhau. Nhưng vượt lên tất thảy, đó là nhiệm vụ thừa hành pháp luật mà những người cầm súng thi hành án phải có bản lĩnh vững. Năm 1993, bấy giờ Nguyễn Doãn Phác là lính cảnh sát cơ động thuộc phòng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp công an Hà Tĩnh, nay là phòng cảnh sát bảo vệ. Anh được lệnh cùng một số chiến sĩ trong đơn vị thi hành án tử hình Nguyễn Văn Hùng. Hùng nguyên là lính sĩ quan biên phòng, do quan hệ yêu đương không đúng quy định, bị chỉ huy nhắc nhở, sinh ra thù ghét. Hắn lợi dụng sơ hở, lấy trộm súng của đơn vị rồi điên cuồng bắn chết hai người, trong đó có một sĩ quan cùng đơn vị và làm trọng thương một người khác. Bị các tòa cấp sơ thẩm phúc thẩm kết án tử hình, Chủ tịch nước bác đơn ân xá, đó cũng là vụ đầu tiên. Nguyễn Doãn Phác trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ đặc biệt như vậy. Anh kể, lần đầu tiên nhận nhiệm vụ cầm súng thi hành án tử hình lại đang tuổi thanh niên, chưa có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết xã hội, nhiều diễn biến tâm lý trong tôi. Những năm khoác trên mình màu áo cảnh sát, Phác không ngại ngần trong bất kỳ nhiệm vụ nào, từ chuyện lao xe máy, đánh gục tên cướp trên đường phố, đến những lần đối mặt thách thức, đột nhập vào nhà, đá văng con dao phay trên kẻ côn đồ chém vợ. Hiểm nguy từng trải, nhưng chưa bao giờ thực thi nhiệm vụ như thế này. Nhưng trong lực lượng vũ trang, mọi thứ phải tuân thủ đúng quy định, và công việc nào cũng đòi hỏi bản lĩnh. Thi hành bản án tử hình đối với tử tội, những người lính cảnh sát phải chứng tỏ điều đó.
Anh Phát cho biết, sáng mai khoảng canh 3, xe của đội thi hành án sẽ dong thẳng ra pháp trường. Mỗi chiến sĩ thi hành lệnh bắn trong trang phục mũ sắt, quần áo cảnh sát, khoác một khẩu AK cùng các băng đạn. Đêm đã chuyển canh, tôi vắt tay lên đầu, hình dung cảnh giương súng ở pháp trường. Khi còn nhỏ, tôi vẫn nổi tiếng nghịch ngợm, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình lớn lên sẽ làm lính cảnh sát thi hành bản án tử hình như vậy. Nhiều suy nghĩ đan xen, nhưng rồi tôi nghĩ bắn một kẻ tội đồ, tước bỏ hắn khỏi đời sống xã hội là nhiệm vụ pháp luật giao phó, để người dân thấy nhẹ lòng như loại bỏ được khối u ác độc tồn tại lâu nay trong cơ thể. Bởi vậy, dù nhiệm vụ thử thách bản lĩnh, nhưng làm được điều đó có nghĩa mình góp phần đảm bảo sự công minh của pháp luật, tất cả là điều cần thiết. Trôi theo dòng suy nghĩ ấy, anh choàng dậy, vận động rắn chắc cánh tay, chuẩn bị đảm nhận nhiệm vụ vào rạng sáng mai. Nhiệm vụ thi hành bản án vào sáng mai là kẻ tội đồ mà anh em cảnh sát không hề lạ mặt. Nhiều chiến sĩ cảnh sát cơ động từng xốc nách, khóa tay, dẫn hắn vào phiên tòa rồi áp tải lên xe. Có lần bảo vệ phiên tòa sơ thẩm ngồi cạnh bị cáo Hùng, hắn cứ nhìn chằm chằm vào Phát không nói câu gì. Mắt bị cáo đỏ nhừ, Phát nhìn, hắn cũng nhìn, cả hai thinh lặng. Phát hiểu hắn đang tư duy điều gì, bởi chỉ cách đó mấy tháng, Hùng cũng mang quân hàm sĩ quan, cấp bậc còn cao hơn Phát. Cũng đứng trong hàng ngũ và học những điều quân lệnh cấm, nhưng giờ hai người đã khác hẳn nhau. Hùng đã gây ra hành vi phạm pháp nghiêm trọng, là kẻ tội đồ, pháp luật không dung thứ. Chủ tọa phiên tòa tuyên án tử hình, kẻ dùng súng bắn chết đồng đội quỵ xuống. Phát mau lẹ xốc nách, buộc bị cáo phải đứng dậy cho đến khi phiên tòa kết thúc. Rồi tại phiên tòa phúc thẩm, một lần nữa Phát lại nhận nhiệm vụ áp giải tên tội phạm vào tòa. Lần này, anh cũng ngồi cạnh Hùng. Tay bị cáo bấm còng số 8, đứng bất thần trước vành móng ngựa. Hắn thì vẫn cái nhìn đỏ nhừ như trước, dù chưa bao giờ hỏi nhau một câu gì, nhưng Phát hiểu tên tử tội cũng có suy nghĩ nào đó sau những lần giáp mặt nhau, ngồi cạnh ở hai tư thế khác biệt trong phiên tòa. Sau phiên phúc thẩm, Phát và đồng đội lại áp giải tên tội phạm ra xe thùng đã chờ sẵn trước sân tòa. Mọi động tác đều rắn chắc và mau lẹ. Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm. Sau thời gian chờ thi hành án, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của tử tội. Và ngày mai, chính anh lại giương khẩu súng thực thi nhiệm vụ pháp luật. Chưa bao giờ ở vào hoàn cảnh vậy, một cảm giác rất lạ. Dù không phải sợ, không phải lo lắng, nhưng tâm lý có lúc căng thẳng. Thời gian chuyển dần về sáng, mệnh lệnh sắp thực thi, có tiếng còi rú phía đầu sân. Tất cả chiến sĩ thuộc đội cảnh sát cơ động được giao nhiệm vụ bắn kẻ tử tội nhanh chóng có mặt, xếp hàng ngay ngắn. Họ cẩn thận kiểm tra lau chùi súng một lần nữa, rồi cho vào thùng, dong thẳng ra pháp trường. Pháp trường Thạch Ngọc trời tờ mờ, trông xa không rõ mặt người, hướng đông không lộ sáng bởi những đám mây đen vần vũ phía xa. Tên tử tội đã được anh em quản lý trại giam cho dựa cột, bịt mắt. Hội đồng thi hành án đã có mặt đủ, mệnh lệnh thi hành án bắt đầu. Cả pháp trường thinh lặng, tử tội bị trói chặt chân tay, vẫn cố sức cựa gạo. Phát nâng súng, hướng vào điểm ngắm, mệnh lệnh vang lên. Bỗng từ phía cột vọng lên ba tiếng, vĩnh biệt, vĩnh biệt, vĩnh biệt. Ba loạt đạn đồng thanh, kẻ ác bị loại bỏ. Nhưng tại sao, ngay trước khi bắn, tên tử tội còn kịp kêu ba tiếng vĩnh biệt? Nguyễn Doãn Phát nhớ lại, đó cũng là vụ duy nhất trong nghiệp cầm súng bắn tử tù của anh xảy ra chuyện bị án kêu trước lúc bị hành quyết. Thi hành xong bản án, khác hẳn với cảm giác ban đầu, tất thảy đều nhẹ nhõm như chút bỏ được cái gai bức bách trong mình. Một kẻ ác bị loại bỏ cũng nhằm săn đe những kẻ khác. Nhưng cũng có người cho rằng thực thi nhiệm vụ như vậy ở pháp trường có thể bị ám ảnh. Có lúc nằm bên vợ, anh trầm ngâm nghĩ về những điều mà không thể nói với người bạn đời. Phụ nữ yếu bóng vía, rất có thể những việc như vậy sẽ gây ảnh hưởng nếu tư tưởng không tốt. Cuối tuần đó anh về thăm mẹ, Phát không kể những gì mình đã làm với vai trò người thực hành pháp luật, bắn hạ kẻ tử tội. Nhưng anh muốn biết người đời coi hành động đó ngoài chuyện thi hành pháp luật là thế nào. Mẹ anh nhận ra những điều băn khoăn trong con trai mình. Bà trở lại với những câu chuyện từng gian bảo cái ngày tiễn con lên đường làm nhiệm vụ mới. Những lời của mẹ như thắp lên ý chí và sự tự tin khác thường. Ở đời, có kẻ ác có người hiền, ta ăn ở có trên có dưới với người hiền, ắt là mình sống theo lẽ phải, theo cái đạo. Còn cái ác thì phải đấu tranh, ai giúp được dân loại trừ cái ác thì cũng chính là làm tốt lên cái lẽ phải vậy. Những kẻ phạm trọng tội là kẻ thù của nhân dân, pháp luật không dung thứ, buộc phải loại chúng ra khỏi đời sống xã hội. Việc bắn bỏ chúng cần phải có bản lĩnh, cũng như ta nã súng vào quân thù trước đây, tức là để cứu nước cứu dân. Làm được cái việc mà nhiều người không thể, giúp nước giúp dân, thì phải lấy đó làm điều đáng trân trọng. Trôi qua cảm giác tâm lý những ngày đầu cầm súng, làm nhiệm vụ pháp luật giao phó, tư tưởng ý nghĩ của anh vượt lên những do dự vốn tiềm ẩn ở mỗi con người.
sau này, Trung tá Nguyễn Doãn Phát đã là tay ngắm súng xít cò đầy bản lĩnh nơi pháp trường. Những lần thi hành án có anh, cả đội đều rắn chắc tay súng, tự tin với việc mình làm. Có năm, anh tham gia đến 3 lần thi hành án tử hình. Trong đó có việc thi hành 6 án tử hình trong vụ buôn bán ma túy xuyên quốc gia do tên Đồng Sĩ Sơn cầm đầu. Ít có vụ xử bán nào lại có mặt nhiều tử tội đến vậy. Nhưng để bắn cùng một lúc 6 tên tử tù, phải cần tới 18 chiến sĩ cảnh sát, 18 khẩu súng. Đây quả là nhiệm vụ khó khăn, phải huấn luyện cho được 18 gương mặt, đủ bản lĩnh nổ súng. Theo quy định, những người cầm súng thi hành án tử hình trong nhà phải không có tang, vợ không chừa đẻ. 18 tay súng tuyển chọn đều là lính trẻ, luyện tập bài bản, thực hành các thao tác từ nhận lệnh, giương súng ngắm bắn, làm sao đảm bảo chuẩn xác. Cứ 3 chiến sĩ bắn một tử tội, nhưng quan trọng là tâm lý khi cầm súng nhắm vào kẻ tử tội, bởi rất nhiều chiến sĩ lần đầu tham gia. Bấy giờ, Nguyễn Doãn Phát được giao nhiệm vụ tập hợp hàng ngũ, triển khai mệnh lệnh. 18 tay súng đứng thành hàng ngang, đồng loạt lên đạn, nhắm thẳng 6 chiếc cột trói 6 tử tù. Mờ sáng hôm đó, đội thi hành án dong thẳng ra pháp trường. Hội đồng thi hành án hoàn tất các thủ tục cần thiết. Mệnh lệnh vang lên, mục tiêu 6 tên tội phạm nguy hiểm là kẻ thù của nhân dân. 3 loạt đạn nhắm thẳng tên tội phạm. Bắn! Kết thúc 3 loạt đạn, 6 đội trưởng tiến về phía trước, chặt dây chói. Đều phải ra pháp trường dựa cột, nhưng mỗi kẻ phạm trọng tội khác nhau, ắt tâm lý của người thi hành án tử hình cũng mang những sắc thái riêng. Những kẻ gây trọng án với tính chất côn đồ, hung ác, giết người không chùn tay, việc bắn hại chúng thường diễn ra với tâm lý tự tin. Anh nói, vụ tên Duy đặt mìn sát hại 4 người trong gia đình phó công an xã Hoàng Đình Kỳ ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh, thì ngay khi bị bắt áp tài hắn về nơi giam giữ, anh đã sục sôi. Người dân căm phẫn, yêu cầu các cơ quan tố tụng xử nghiêm kẻ tội đồ. Khi chọn người xử bắn, chính Phát đã xung phong, chỉ huy đơn vị cho phép được cầm súng bắn hạ. Ngày khoác súng ra pháp trường, anh chỉ chờ đến thời khắc nã súng và tử tội. Kết thúc 3 loạt đạn, anh thấy lòng nhẹ tênh, tự hào với nhiệm vụ pháp luật giao phó, xóa bỏ được cái gai độc địa trong đời sống xã hội. Anh em trong đội thi hành án cũng hết sức thoải mái tâm lý, tự tin tay súng. Với tội phạm buôn bán cái chết trắng, chiều theo bộ luật hình sự, nếu buôn bán từ 100g heroin là có thể phải dựa cột. Những kẻ liều chết mù quáng vì đồng tiền đã bất nhẫn cả cuộc sống, vì cái lợi riêng của mình mà gieo rắc cái chết cho hàng thế hệ, buôn bán hàng tạ heroin. Pháp luật loại chúng ra khỏi đời sống, những chiến sĩ cảnh sát nhắm súng ở pháp trường cũng vì thế cảm thấy tự tin nhẹ lòng khi nã súng thực thi nhiệm vụ. Sau lần cùng đồng bọn nổ súng bắn hạ 6 tên tử tù trong đường dây ma túy xuyên quốc gia nói trên, anh và đồng đội thêm hiểu rằng mình đã giúp nhân dân loại bỏ kẻ thù nguy hiểm. Đó cũng là những tiếng súng cảnh báo với người đang sống, phải biết đi đúng ranh giới mà pháp luật cho phép, chớ làm điều trọng tội hại dân. Nhưng cũng có kẻ phạm tội trong phút giây đánh mất khả năng làm chủ, trở thành kẻ hung hãn ghê rợn. Có kẻ xưa kia ngoan hiền, bạn đánh chỉ biết la thầy, ấy vậy mà sau này cũng phạm trọng tội. Có kẻ chỉ đến khi ra pháp trường, lương tri mới được thức tỉnh. Một sự thức tỉnh quá muộn, đó là bài học sự cái thiện trong mọi hoàn cảnh và càng không thể đánh mất mình vì bất kỳ lý do gì. Nếu những kẻ đang có ý tưởng đi ngược lại điều thiện, nếu biết lấy sự sám hối muộn màng của kẻ dựa cột để làm gương, soi mình, thì hẳn các anh rảnh rang hơn trong thực thi nhiệm vụ. Với mỗi tử tù, sau ngày ra pháp trường, bài học gửi lại là lời răn với chính người đang sống. Đó là ý thức tôn trọng pháp luật, chấp hành pháp luật, đừng biến mình thành kẻ phạm pháp, huống hồ là tội đồ. Trực tiếp cầm súng trước pháp trường, mỗi chiến sĩ cảnh sát đều phải đứng trên cương vị là người bảo vệ, thực hành pháp luật và phải mang sắc thái bản lĩnh của cương vị đó. Tạo được bản lĩnh này hoàn toàn không phải là dễ dàng có được. Trong những năm qua, việc thi hành án tử hình được lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp công an các địa phương thực thi nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu và không để xảy ra sự cố. Tâm lý băn khoăn thường xảy ra với các chiến sĩ cảnh sát trẻ lần đầu được giao nhiệm vụ. Do chưa quen với công việc nên đó là thời gian họ có nhiều tâm tư suy nghĩ. Tuy nhiên, sau khi đã làm tốt công tác tư tưởng, khẳng định việc thi hành án tử hình là thực hành pháp luật loại bỏ kẻ ác, về sau tất cả các chiến sĩ thi hành án kẻ tử tội đều thể hiện tâm lý vững vàng, thực thi nhiệm vụ một cách tự tin. Tại Hà Nội, trường bắn Cầu Ngà là nơi thi hành án nhiều tử tội, trong đó có bị án trong các vụ án gây xôn xao dư luận một thời. Lực lượng thi hành án thuộc Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ Tư pháp Công an thành phố Hà Nội đảm trách việc thi hành án các tử tội tại pháp trường Cầu Ngà cũng có nhiều chuyện ghi lại sau mỗi lần thi hành án.
Họ phần lớn là những chiến sĩ trẻ trải qua thời gian tôi luyện trong lực lượng nên đã quen với công việc chuyên môn thường ngày là dẫn giải các bị cáo ra tòa. Dẫn giải bị cáo từ tòa về trại tạm giam, lực lượng canh giữ bị án thuộc các trại tạm giam, còn việc thi hành án tử hình thì nhiều người trong số đó đã từng áp giải bị cáo ra tòa nên không lạ mặt kẻ tử tội. Tôi từng áp giải tử tội Vũ Xuân Trường trong những ngày xét xử, sau này tôi cũng được giao nhiệm vụ thi hành án kẻ tử tội này. Trái với suy nghĩ nhiều người là lo ngại khi cầm súng, chúng tôi đều cảm thấy tự tin vì đối tượng đã gây ra tội ác khiến nhân dân hết sức căm phẫn. Loại bỏ chúng, ai cũng cảm thấy nhẹ lòng, một chiến sĩ thi hành án tử hình Vũ Xuân Trường kể lại. Nhắc lại việc thi hành tử tù Vũ Xuân Trường và các bị án, trong vụ án gây sốc dư luận một thời, những chiến sĩ thi hành án cũng chứng kiến có tử tù đến phút ra pháp trường còn nói tỉnh bơ. Hôm nay ta đi, giá mà có cả các em đi cùng. Nhưng đó là những câu nói cá biệt vì hầu hết đều ủ rũ khi đối diện giây phút đón nhận cái chết ở pháp trường. Pháp trường Công Nga cách trung tâm thành phố Hà Nội gần 30 km. Bình thường, trường bán để hoang vu, chỉ có cỏ mọc và lối đi lại yên ắng. Khi không diễn ra việc thi hành án, lực lượng cảnh sát đến đây để thực hiện các bài bắn từ bắn bia cố định 100m bằng súng AK đến bắn súng K59-K54 ở khoảng cách 25m, bắn bia di động, v.v. Những người lính trẻ ở phòng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp Công an thành phố Hà Nội trước đây cũng quen với con đường độc đạo dẫn vào cổng pháp trường Công Nga. Nhiều người như chiến sĩ Ca, L, v.v. có thâm niên khoác súng xử hàng chục kẻ tử tội. Có chiến sĩ kể, trước khi nhận lệnh thi hành án tử tội, anh em phải chuẩn bị tư tưởng tâm lý thật tốt, tránh các áp lực tâm lý trong thời gian trước, trong và khi thực hiện nhiệm vụ. Việc chuẩn bị tâm lý này nhằm đảm bảo khi trực tiếp thi hành án thì không bị căng thẳng thần kinh, tâm lý phải ổn định để khi cầm súng phải bắn trúng đích. Thường là để chuẩn bị dẫn giải tử tội ra pháp trường trong rạng sáng ngày hôm sau thì đêm trước đó, anh em cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp cùng đội công binh mang dụng cụ ra pháp trường tiến hành giả mìn đảm bảo an toàn trong và khu vực xung quanh trường bắn. Sau đó các lực lượng bảo vệ phải canh giữ an toàn tuyệt đối cho đến khi bản án thi hành xong. Lực lượng cảnh sát cơ động sẽ đảm nhận nhiệm vụ giữ gìn an ninh xung quanh khu vực trường bắn, ngăn ngừa các hành vi xấu từ bên ngoài. Tôi cũng hỏi những người thi hành án tử hình vì sao các bản án lại được thi hành vào lúc rạng sáng, có quan niệm gì? Chưa có một sự giải đáp khoa học, nhưng đây cũng là quan niệm dân gian khi cho rằng thời điểm rạng sáng, giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng, kẻ tử tội ra đi vào lúc đó thì sang thế giới bên kia hy vọng sẽ rũ bỏ được tội đồ. Bắn bỏ tử tội thời điểm này, dân gian cũng mong muốn các tội ác sẽ tan theo bóng đêm, nó sẽ không còn khi bình minh đến. 2 giờ sáng là thời điểm tử tù được đánh thức từ trại giam. Nhưng thông thường chẳng tử tù nào ngủ được trong đêm đó khi biết mình sắp dự cột nên tất thảy cũng thức trắng từ hôm trước. Tại phòng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp Công an Hà Nội trước đây, có những người đến nay đã có thâm niên trên 20 năm cầm súng tại pháp trường Cầu Ngà với hàng chục lần xử bắn tử tội. Việc làm nhiều nên quen, về sau cứ được giao nhiệm vụ là đi ngay, không có nề hà băn khoăn gì. Thượng sĩ Khánh, chiến sĩ trực tiếp thi hành án tên Phạm Văn Châu, kẻ hung hãn nổ súng cướp tiệm vàng Kim Sinh, gây ra cái chết tới 4 người, đã kể rằng sau đó dư luận cực kỳ căm phẫn, kẻ mất hết nhân tính. Việc xét xử kẻ tội đồ cũng được các cơ quan tố tụng thực hiện khẩn trương. Trước khi thực thi nhiệm vụ, có người còn gặp Thượng sĩ Khánh và bảo rằng ai chứ tên Châu thì nếu chú được giao đi bắn, cứ lắp đạn vào bắn nát thân nó ra cho hả giận. Người dân căm phẫn vậy, anh em khi thực hiện nhằm kẻ tử tội với những phát súng chắc chắn, đầy tự tin. 3 loạt đạn vang lên rồi, tất thảy đều nhẹ lòng, cảm thấy việc mình vừa làm là điều mà người dân đang chờ đợi. Nhưng việc cầm súng ở thời khắc như vậy không phải ai cũng đủ tự tin. Đã có chiến sĩ, dù trước khi vào trận đã tự nhắc mình phải vững vàng, nhưng khi nhắm súng cũng có tác động tâm lý nên bắn chưa chuẩn dù khoảng cách bắn không quá xa. Tuy nhiên, những đồng đội đứng cạnh đã kịp hoàn thành nhiệm vụ với các loạt súng đồng thanh. Với anh em cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thi hành án tử hình, những kẻ tội đồ trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc dư luận suốt thời gian dài thì dấu ấn pháp trường cũng rất đáng nhớ. Thi hành án tử hình Nam Cam là ví dụ. Còn nhớ, sau buổi thi hành án tử hình Nam Cam, ông Phan Tánh, phó chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kể lại với một phóng viên rằng buổi sáng ra pháp trường, Nam Cam nhận thức tội đồ của mình gây ra và hí hoáy viết lá thư cuối cùng. Lá thư với nội dung sám hối xin lỗi muộn màng sau chuỗi ngày gây tội ác. Sau này được tòa án chuyển lại cho cô con gái Nam Cam đang cắt tóc đi tù. Một kẻ tội đồ bị kết án tới 7 tội danh.
hai trong số đó bị tuyên tử hình thì trời không dung, đất không tha. Ra pháp trường cùng với Nam Cam còn có bốn đệ tử là Châu Phát Lai Em, Nguyễn Hữu Thịnh, Nguyễn Việt Hưng và Phạm Văn Minh. Có lẽ các bị án hiểu rõ tội ác mình gây ra nên trong thời khắc ra pháp trường, cả năm bị án đều không quá sốc trong những bước đi cuối cùng. Kể chuyện thi hành án tử tội, tôi hỏi những người vợ của các chiến sĩ cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp. Vợ của anh Phát thì bảo, hồi đầu thấy chồng khoác áo đồ đi lúc nửa đêm, hỏi chỉ đáp rằng đi trực, đến trưa hôm sau mới về. Mãi sau chị mới hiểu công việc của chồng. Ban đầu tôi suy nghĩ nhiều, băn khoăn về cái nghề chồng mình làm và có những đêm nghĩ miên man, không chợp mắt nổi. Nhưng về sau tôi hiểu rằng đó là việc làm đặc biệt và rất đáng trân trọng, chị nói. Nhất là những vụ sư tử kẻ mắt nhân tính, giết người không gây tay, chính những người vợ cũng dần tỏ ra bản lĩnh và trở thành hậu phương tâm lý cho chồng thực thi nhiệm vụ. Trên thế giới, hình phạt tử hình có từ lâu đời và được áp dụng với nhiều hình thức. Thời phong kiến, khi bị buộc tội chết, người phạm tội có thể bị bắt uống thuốc độc hoặc bị chém đầu. Trong trường hợp chém đầu sẽ do đao phủ thực hiện hoặc thi hành bằng máy chém. Một số nơi thi hành kiểu trung cổ như buộc sau thân ngựa kéo lê trên sỏi đá cho đến chết hoặc trói chặt cho voi giày. Mục đích việc tử hình nhằm trừng trị kẻ phạm tội, đồng thời răn đe những người khác nhằm phòng ngừa chung. Ngày nay, pháp luật ở nhiều nước vẫn duy trì hình phạt tử hình đối với các tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện trên thế giới áp dụng 5 phương pháp xử tử hình chính: treo cổ, xử bắn, ghế điện, phòng sông hơi ngạt và tiêm thuốc độc. Trong các phương pháp này thì treo cổ có từ xa xưa, dễ thực hiện, ít tốn kém, không gây đau đớn kéo dài cho người bị xử tử. Xử tử bằng ghế điện được áp dụng từ năm 1890 bởi Edwin Davis, một thợ điện của nhà tù Auburn ở New York. Đây được coi là phương pháp khoa học gây ra cái chết nhanh hơn với tử tội, áp dụng lực ngoại lai. Tuy nhiên, một số cuộc thi hành án tử hình bằng phương pháp này khiến tử tội bị biến thành than, như cuộc xử tử bị án Pedro Medina vào ngày 25 tháng 3 năm 1997 tại Mỹ. Phương pháp xử tử bằng phòng sông hơi ngạt được áp dụng phổ biến từ sau Đại chiến Thế giới thứ nhất do nhiều nước sử dụng chất độc hóa học. Thông thường, phạm nhân được trói cố định trong phòng kín trên một chiếc ghế. Sau lực lượng thi hành án dùng vòi từ xa rót vào chảo dung dịch chứa chất độc khiến tử tội ngạt thở mà chết. Phương pháp tiêm thuốc độc hiện áp dụng ở nhiều bang tại Mỹ. Bang California áp dụng việc tiêm thuốc độc vào tĩnh mạch tử tội. Tuy nhiên, một số ngoại lệ cũng đã xảy ra như một số tử tội do nghiện ma túy quá nặng. Khi tìm tĩnh mạch để tiêm thuốc độc thì tĩnh mạch rất khó tìm hoặc bị vỡ. Phương pháp xử bắn hiện đang được áp dụng ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Cách này cũng đã có từ lâu. Trước đây là xử bắn bằng cung tên, từ thế kỷ thứ 17 chuyển sang dùng súng. Mỗi nước có cách áp dụng xử bắn khác nhau nhưng đều phải có một đội thi hành lệnh bắn. Theo Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2003 và các văn bản liên quan, thì sau khi tòa tuyên án tử hình có hiệu lực pháp luật, người bị kết án có 7 ngày làm đơn xin ân xá, gửi Chủ tịch nước. Hồ sơ vụ án cũng được chuyển tới Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và trong thời hạn 2 tháng, các cơ quan này kiểm tra lại lần cuối để đảm bảo là bản án tử hình đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, xem xét có kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm hay không. Nếu không có kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm và từ tù có đơn xin ân xá gửi Chủ tịch nước, thì Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có tờ trình gửi Chủ tịch nước nêu ý kiến của mình về đơn xin tha tội chết của tử tội. Nếu Chủ tịch nước bác đơn ân xá, việc thi hành án tử tội sẽ được thực thi. Hội đồng thi hành án tử hình gồm đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật là Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, thi hành án. Trong đó, một đội cảnh sát thuộc lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp được giao nhiệm vụ trực tiếp cầm súng thi hành án tử hình. Bị án bị trói vào cột bịt mặt, người thi hành án đứng cách xa khoảng 6 đến 9 mét, đồng loạt nổ súng khi có lệnh. Lực lượng này đều là những người được tuyển chọn tốt về mặt sức khỏe, vững về tâm lý, không chịu áp lực. Luật thi hành án hình sự vừa được Quốc hội thông qua vào tháng 6 vừa qua đã có sửa đổi quan trọng, thay thế hình thức thi hành án tử hình từ bắn sang tiêm thuốc độc. Theo lý giải của các nhà làm luật, việc thi hành án tử hình bằng hình thức xử bắn đã áp dụng lâu nay nhưng bộc lộ nhiều hạn chế, trong đó có vấn đề tâm lý đối với cảnh sát được giao nhiệm vụ thi hành. Như những ghi nhận trong phần trên, rõ ràng áp lực tâm lý đối với cảnh sát là có, nhất là những người chưa quen công việc. Chỉ có những người bản lĩnh vững và đủ chất thép mới thực hiện được nhiệm vụ một cách bình thường. Việc thay thế bằng hình thức tiêm thuốc độc cũng được áp dụng ở nhiều nước, được cho là hình thức tiên tiến và hình thức này cũng không gây hủy hoại thể xác tử tội như xử bắn.
một kẻ bị pháp luật tước bỏ quyền được sống, thì người đảm nhận trực tiếp thi hành án tử với kẻ đó là người đại diện cho nhân dân thực thi công lý để tội ác được rũ bỏ. Vì vậy, việc làm của họ là đáng trân trọng. Thưa quý vị, trong cuộc đời này, đến lúc ai đó đã biết nói được hai chữ giá như thì dường như đều đã không còn lối quay về. Đối với những tử tù, kẻ phạm tội chịu bản án cao nhất của pháp luật cũng vậy. Mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật, mà bản án pháp luật thì dễ trả, bản án lương tâm thì sẽ đeo đẳng dây vào những kẻ phạm tội đến phút cuối đời. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Trong cuộc đời này, đến lúc ai đó đã biết nói được hai chữ giá như thì dường như đều đã không còn lối để quay về.